Thì điểm đầu tiên đó là cấu tạo của cái cung này theo hình 557. Khí cụ sẽ có cái chức năng và hình dạng gần giống với cái cung Mao trong cái hệ thống Mưu, ngoại trừ việc là được làm từ cái găm metal cho hệ thống này, và đó là một cái cung bù trừ với các cái lúp được đặt về phía lợi, các lúp được đặt về phía lợi. Và xem màn hình cho mình. À, quên mất anh ạ, em sorry. Đây, chết mất. Đây rồi, xin lỗi các bác. Đây là cái phần số 2, phần chương 2. Chương 2 này là, à phần chương 5, phần 2. Chế tạo cái cung biến đổi găm metal. Cung này tương ứng với cung Mao và có những cái tính năng như cung Mao, chỉ khác là làm từ cái dây găm metal. Và nó sẽ có các cái phần offset, nó không đi vào cái dây không đi vào cái mắc cài của răng 4-5. Không đi vào mắc cài của răng 4-5. Nó được bẻ lệch lên phía trên lợi. Thì nó sẽ có cái thiết kế là phần đứng và phần ngang, quay lúc đứng và lúc ngang được kết hợp vào trong này. Và cái đầu của nó thì vẫn được tạo hình giống như là cái đầu con cún Snoopy. Đó. Thì cái cấu tạo cơ bản của nó thì có lúp đứng ở phía gần răng nanh, và lúp này là lúp đứng này nó sẽ kết hợp với cái lúp ngang theo hình 5-17 ở đây. Và khí cụ thì nó sẽ giống cái khí cụ Gill, là được làm từ găm metal, và găm metal này là cái hình chữ nhật, có thể là 16-22, 17-22, 18-22, có thể là 17-25 hoặc là 18-25, thì tùy cái kích thước mình có thể mua được từ hãng. Sơ đồ, cái này là hình 5-17, thì đây là cái đồ hình về cái thiết kế khí cụ. Thì nó giống, về cơ bản là giống với cái khí cụ Mao mà chúng ta đã làm quen. Thì cái khí cụ Mao này bẻ nó cũng rất đơn giản. Là chúng ta nhìn ở đây thì về mặt hình thái thì là ở cái lúp số 1 vẫn là cái lúp đứng theo kiểu của Gill. Và cái lúp số 2 sẽ bẻ được từ cái tiếp xúc giữa răng 3, răng 4 lên, và cái quay ngang của cái lúp này thì tương tự như cái quay ngang của cái L lúp, chỉ khác nhau là chỗ này nó sẽ bẻ ngược lên phía trên và nó quay xuống ở cái vị trí là tương đương với 1/2 của cái lúp ngang, và bẻ cái chân ra phía sau. Cái chân ra phía sau ở cái vị trí của cái lúp này thì bây giờ em sẽ mở cái chỗ này ra để nhìn zoom to cái này lên. Thì cái này nó sẽ là đây. Thì ở cái chỗ này ngay nguyên bản của nó thì cái này nó sẽ, chân này nó sẽ nằm ở ngay mép phía gần của cái răng số 6. Và khi kích hoạt cái này ở các vị trí này thì nó sẽ có những cái kích hoạt là nới cái khoảng cách, nó có nghĩa là nó vẫn tạo khoảng một cái hai là nó sẽ có hiệu quả là lún cái răng hàm. Cái thứ ba là nghiêng xa tiếp bách. Đó. Tiếp bách. Như vậy là chúng ta có thể kích hoạt được cả ba cái thao tác này. Với điều kiện là ngay từ đầu thì chúng ta có thể làm ngay từ đầu là chúng ta ép cái ngay từ đầu là cái phần này. Phần khoảng cách này nó cũng có thể được làm dài hơn một chút so với cái vị trí cần, và khi chúng ta lắp vào, chúng ta nén vào thì nó cũng sẽ có được cái kích hoạt nới ngay từ đầu. Chứ còn ngoài ra thì cái việc mà chúng ta kích hoạt ở các đầu lúp này nó cũng sẽ tạo ra những hoạt động khác, lún tiếp bách, và đồng thời nó cũng sẽ nới rộng cái cung này ra. Đó là cái mà lúp gọi là lúp kết hợp, và lúp kết hợp thì nó sẽ là lúp ngang và lúp đứng thôi. Nó gọi là lúp kết hợp. Đây, nó sẽ lên như thế này, đi xuống ngang với 1/2. Đây giống con rồng Hải Phòng. Giống ở Hải Phòng. Đó. Và bẻ xuống. Bẻ xuống ở đây. Đó. Thì đây là cái kiểu lúp của hai bên. Chúng ta cũng có thể là kết hợp cả phía trước, hoặc là chúng ta cũng có thể là chỉ dừng đến đây thôi. Đó. Làm cái stop lúp ở đây. Có nghĩa là cái này, đây là nói thêm thôi, có thể là nó sẽ được thiết kế là chỉ là một cái phân đoạn. Chỉ là một phân đoạn phía này. Đây. Đó, thì nếu mà chỉ là một phân đoạn ở đây thì chúng ta sẽ cần một cái con vít. Chúng ta sẽ cần một con vít để chúng ta neo cái vị trí răng số 3 này lại, để tránh những cái hiệu ứng phụ.
và cái này nó vẫn kích hoạt ra về sau. Thế còn nếu mà chúng ta nguyên một cái cung thì chúng ta sẽ ngoài việc neo bằng vít này, chúng ta vẫn có thể neo bằng bằng cái thun liên hàm đứng ở phía trước thì có nhiều cách. Đây là cái gọi là mình xem qua về cái thiết kế này. Thì về mặt chế tạo thì nó sẽ có mấy cái bước như sau. Đầu tiên là cái lúc đứng ở phía trước, ở cái vị trí của giữa răng cửa bên và răng nanh, nó sẽ là cái lúc dạng ngắn, được chế tạo với cái việc là chúng ta sẽ bẻ bằng cái đầu bậc đầu tiên của cái kèm gill là có chiều cao là 2.5mm. Và cái điểm mấu chốt để xem xét chế tạo cái cụ này thì nó cũng giống như là cái cụ gill thôi, đó là lúc đứng ở gần phía gần của răng nanh sẽ đóng vai trò như là phần đệm ở bệnh nhân có cái chen trúc răng phía trước, cũng như là vai trò hút để đeo thun lên hàm theo chiều đứng để ngăn việc loe các răng ra trước. Cái loe răng trước đó chính là hiệu ứng phụ của việc dựng trục răng hàm, làm trồi răng hàm và làm lún răng hàm ở phía sau. Nó sẽ là cái tác động ngược lại thôi, thì chúng ta kiểm soát ở phía đó, phía trước thì sẽ đạt được cái hiệu quả phía sau. Một cái lúc kết hợp bao gồm là lúc ngang và lúc đứng được bẻ ở phía xa của răng nanh. Dù vậy, cũng có những trường hợp là lúc kết hợp này sẽ được đặt ở vị trí phía xa của răng số 4. Không phải là lúc nào chúng ta cũng bắt buộc phải ở vị trí răng nanh. Đôi khi chúng ta vẫn có thể là dịch ra đặt ở vị trí răng số 4 và vẫn tạo hình lúc như thế này. Để chúng ta cũng có thể kích hoạt được. Cái này là một cái dạng thiết kế và chúng ta ứng dụng thôi. Thì cái việc ứng dụng rộng hay là hẹp là do chúng ta. Khi kích hoạt di xa và kiểm soát theo chiều đứng ở cái vùng răng hàm lớn để loại bỏ chen trúc ở vùng răng hàm nhỏ và răng cửa, thì chiều dài dây cung từ phía xa răng nanh tới phía gần răng hàm lớn có thể dài hơn khoảng cách thực tế đo đấy của hai răng là từ 3 đến 5mm. Đó, và như vậy là để chúng ta nới, có hiệu quả nới và lấy cái khoảng dành cho cái vùng răng hàm nhỏ này, thì chúng ta sẽ bẻ cái đoạn này nó sẽ dài lên 3 đến 5mm so với cái khoảng cách thực giữa hai mắc cài. Và chúng ta sẽ có thêm đó là gì? Offset răng hàm hàm lớn. Răng hàm lớn được tích hợp trên cái dây, cũng có thể được tích hợp trên dây. Và chúng ta sẽ xem cái hình 5592 và 560. 5592 và 560. 558 từ A đến P, hình từ A đến P thì nó sẽ có các bước như sau trong cái thiết kế của cái cung này. Cung tương tự như là cung mao. Rồi. Ở đây là bước 1 thì cái lúc đứng ở phía gần răng nanh thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái dây găm metal ở hàm trên hoặc là hàm dưới và chúng ta đánh dấu điểm giữa, sau đó chúng ta đánh dấu điểm tiếp xúc giữa răng 3 và răng 2. Sau đó chúng ta bắt đầu bẻ lúp. Đó, chúng ta sẽ bẻ lúp và dây cung này sẽ đây. Đây là chúng ta sẽ các thao tác bẻ lúp, bẻ vuông góc lên. Rồi sau đó thì kẹp vào cái phần chân đứng ở hình E và bẻ quạt xuống. Và ngay tại cái phần quạt này chúng ta sẽ kẹp cùng bằng một cái bậc thang như vậy và bẻ vuông góc lên, bóp hai cái lại với nhau sẽ tạo ra được một cái lúp đứng. Và ở đây là một cái mẫu hàm mà có cái sự chen trúc, có sự chen trúc ở cái vùng cung 1, có cái răng cửa nó chen trúc thì họ vẫn là đánh dấu ở cái phía gần của răng nanh và vẫn bẻ thêm một cái lúp nữa. Như vậy hai cái lúp này nó sẽ không hoàn toàn cân xứng, không quá quan trọng, vẫn cần một cái lúp ở phía đó là được. Và tiếp đến là để chế tạo cái lúp kết hợp phía sau thì sẽ đánh dấu ở phía xa của răng nanh, xa của răng nanh, và ở đây sẽ bẻ cái lúp đầu tiên, cái quai lúp giống như là việc bẻ cái eo lúp. Đây là giống như việc bẻ eo lúp, thì ở đây là chúng ta sẽ bẻ vuông góc lên, hình C bẻ vuông góc lên tại vị trí đánh dấu ở phía xa của răng nanh. Hình D chúng ta sử dụng cái bậc thứ nhất và chúng ta bẻ ra phía trước ở hình E như thế này. Đây là hình F chúng ta nhìn thấy. Và ở cái chỗ này thì chúng ta kẹp lại và bắt đầu bẻ 180 độ quay lại để tạo ra một cái quai lúp hình H, theo hình H, và cái hình Y chúng ta thấy đây là quai lúp.
ở cái vị trí này, nếu mà như cái eo lúc thì chúng ta bẻ quạt xuống. Tuy nhiên thì ở đây chúng ta là bẻ cái lúc kết hợp. Đây, đây nếu mà theo eo lúc là nó xuống đây, còn đây là lúc kết hợp thì chúng ta sẽ bẻ ngược lên trên. Đó. Bẻ ngược lên trên như cái hình Z. Và sau đó chúng ta sẽ từ cái kẹp ở ngay phía trên đứng ở phía trên cao này, chúng ta bẻ xuống 180 độ để cho nó song song với cái phần chân đứng phía trước và vuông góc với phần dây cung chính, thì chúng ta sẽ được cái N này, hình N, và bẻ ngang ở cái vị trí là tương đương với khoảng 1/2 của cái quay lúc, bẻ ngang ra phía sau. Đó. Thì chúng ta sẽ có một cái hình thái là của cái cung mao ở đây. Hình thái tương tự như cung mao. Và chúng ta sẽ đánh dấu cách từ 3 đến 5mm trong trường hợp chúng ta mong muốn làm. Chỗ này là chúng ta đang có cái cân khoảng này, cân khoảng cho khu vực này. Và để, bởi vì chỗ này nó chen trúc ở đây này. Đó, chúng ta cân khoảng ở đây. Thì chúng ta sẽ nới chỗ này lên từ 3 đến 5mm so với cái thực tế thực mà chúng ta đo, ví dụ như là đo từ đây đến đây đi. Mà là 13.5 ly, giả sử như vậy, thì chúng ta sẽ cần thêm là thành từ 16 đến 17 ly cho đến là 18-19 ly. Đó, để chúng ta làm luôn cái động tác nới. Tiếp đến là phần bẻ offset này thì chúng ta đặt ngay dấu đây rồi. Ok. Và từ cái vị trí này chúng ta sẽ bẻ xuống, vuông góc xuống, và chúng ta kẹp lại, bẻ ra một cái đuôi ở chỗ này để đi vào cái tuyếp của răng số 6. Và ở đây nếu chúng ta còn có răng số 7, đây là trường hợp có răng số 7, thì chúng ta sẽ đánh dấu ở vị trí phía gần răng số 7 để bẻ thêm một cái lúc nữa. Ở những cái tình huống như thế này là chúng ta đang nghiêng xa, chúng ta đang tạo khoảng, thì cái chỗ này chúng ta cần phải nhổ răng số 8. Cần phải nhổ răng số 8 đi để chúng ta đẩy nó ra phía xa và tạo nghiêng xa và tạo khoảng ở cái vùng này. Hoặc là làm lún để mà loại bỏ cản trở cũng vậy. Thì ở chỗ này, ở vị trí đánh dấu của cái giữa răng 6-7 thì chúng ta lại bẻ một cái lúc ngắn thôi, lúc dạng ngắn, lúc của cái dây ghiu, lúc ghiu dạng ngắn, nó sẽ đi vào đây. Đó, thì ở đây thì cũng tương tự như là cái cung mao. Thì chúng ta có thể là gì, nếu mà lên một lý chiến lược thì có thể là chúng ta sẽ làm cái cung cung này. Làm cái đây viết tắt của nó này, không biết là mốc. Rồi, làm cái cung này, nó đến răng số 7 luôn. Đó, chúng ta có thể làm đến răng số 7 để đẩy răng số 7 đi. Đó, đẩy trước, xong đó thì chúng ta mới rút ngắn nó trở về bước 2 đến răng số 6. Đây là cách mà các thầy dạy. Đó. Tất nhiên là có những cách khác không tiện nêu ra. Cách không phải của mình nên mình không dám nói. Rồi, chúng ta có nhiều cách khác nhau để chúng ta dựng cái răng số 7 ra trước. Cũng có thể sử dụng như cách của Dr. Kim, và chúng ta dựng cái leveling. Đây là Dr. Shirasu nhé. Còn Dr. Kim là chúng ta sẽ leveling chiến lược là đẩy răng số 7 ra trước. Có thể làm như vậy. Đó, xong đó thì mới bắt đầu đặt cung mao vào. Đó, chỉ có là ông Kim thì ông không bẻ nhiều, còn ông Shirasu thì ông chịu khó bẻ. À, thì ông Kim bẻ, nếu mà bẻ cái cung mao đẩy ra sau khi đã dựng xong răng 7 thì dựng tiếp bằng cung mao răng 6 thì rất là gọn. Có thể kết hợp hai cách như vậy. Cách của ông Kim, leveling chiến lược của ông Kim. Đó. SLA của Dr. Kim hoặc Dr. Tiến trước, đúng không? Sau đó thì là mình mới dùng cái cung này, cung mao này để mình dựng tiếp răng 6. Thì đây là trình tự các bước để bẻ cái phần đầu Snoopy, đầu con cún, bẻ vuông góc lên. Rồi ở vị trí B này thì bẻ ra phía trước. Và vị trí hình ảnh D này thì chúng ta sẽ bẻ còn lại 180 độ để tạo thành cái lúc ngang. Và từ cái chỗ hình H này chúng ta sẽ, đây chỗ này chúng ta sẽ bẻ lên chứ không phải là bẻ xuống. Giống như là cái eo lúc. Ở chỗ này chúng ta bẻ lên xong chúng ta bẻ quay ngược lại. Thì tương đương với, đây bẻ quay ngược lại, bóp lại vuông góc với chân ngang và phần dây cung chính và song song với chân đứng ở vị trí tương đương khoảng 1/2. Đây chúng ta bẻ ngang qua
Đó. Và ở chỗ này là vị trí của răng số 6, chúng ta bẻ xuống. Và sau đó chúng ta bẻ đuôi ngang sang để đi vào cái tiếp của răng số 6. Thì như vậy đó là cái cung mao của gill, trên dây gill. Thì chúng ta sẽ đi qua các điều chỉnh căn bản ở trên cái dây này, trên cái thiết kế này. Đó. Thì chúng ta sẽ có mấy cái điều chỉnh. Chỗ này tại sao thiếu ảnh? Đó, để xem nào. Đây là trên mẫu hàm. Đánh dấu và bẻ sang. À, đây là mẫu hàm rồi, đánh dấu trên mẫu hàm đây rồi. Đây là mô tả đây rồi. Ok. Và đây là cái kích hoạt. Chúng ta sẽ có là các cái mục đích chính của cái cung mao trên gill này, bằng cái gill này thì nó sẽ là gì? Vẫn là dựng trục, đánh lún và hàm lớn, và đồng thời và việc sử dụng cái thun đứng là cái cần thiết để gia tăng cái lực dựng trục và đánh lún ở phía sau, đồng thời giảm thiểu tác động loe đối ứng ở phía trước. Hệ thống lực của cái dây cung mao này thì nó cũng sẽ tuân theo nguyên tắc của cái offset bend, sinh ra lực ở cái hướng đối nghịch với cái bend ở trên cánh tay ngắn và lực cùng hướng ở trên bend ở cánh tay dài. Chúng ta sẽ xem ở hình 561. Vì thế răng đánh lún khi bẻ một cái tiếp bách bằng cách cái mở lúc ngang phía xa răng nanh, mở cái lúc ngang ở phía xa răng nanh. Đó. Hoặc là khi bẻ tiếp bách ở ngay cái điểm giữa của dây cung từ răng nanh tới răng hàm lớn, và cái răng hàm lớn sẽ trồi khi bẻ về càng phía xa. Rồi chúng ta sẽ xem nó có cả cái sự trồi nữa tùy vào vị trí bẻ. Ở đây chúng ta sẽ xem một cái hình mô tả, thì chúng ta sẽ cần phải lưu ý là chúng ta muốn tạo ra cái sự dịch chuyển gì thì chúng ta sẽ phải bẻ ở cái vị trí tương ứng. Cái off center bend là chúng ta sẽ bẻ lệch sang một phía, thì off center bend ở phía trước, off center bend ở phía trước ở cái hình A này, đó là kích hoạt ở cái lúc ngang đó. Cái lúc này cũng 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 là off center bend ở phía trước luôn. Đó, thì ở đây là ông mở cái lúc này ra thì nó sẽ vách cái chân này lên, và cái hiệu ứng tương ứng của nó sẽ là sự lún và di xa, lún và dịch ra phía xa. Đây có sự di xa đây chút này, và nó lún xuống đó khi chúng ta kích hoạt cái off center bend ở phía trước. Thế còn ở hàm dưới thì cũng tương tự như vậy. Ở đây là người ta mô tả cho việc đeo thun đứng của cái mao trên và mao dưới đeo vào nhau ở cái lúc gill số 1, và hai cái này đều kích hoạt giống nhau. Tất nhiên là tùy vào từng ca lâm sàng thì chúng ta kích hoạt, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đòi hỏi phải kích hoạt giống nhau ở cả trên cả dưới. Đây chỉ là mô tả thôi, có thể là bên trên thì kích hoạt off center bend ở phía trước, bên dưới thì có thể là kích hoạt off center bend ở phía sau. Thì đó là tùy vào cái tình trạng lâm sàng. Rồi ở cái center bend thì là sẽ bẻ ở giữa trong cái đoạn từ đây đến đây. Đó, bẻ từ giữa. Bẻ giữa này á thì nó sẽ làm cho cái răng này á, nó nghiêng chứ nó không lún. Nó không lún so với cái vị trí hiện có, nó không lún. Nó chỉ nghiêng thôi, tiếp bách thôi. Đó. Thế còn lại cái off center bend ở phía sau, chúng ta bẻ ở trên cái phần đuôi đi vào cái mắc cài răng số tiếp răng số 6, thì ở đây là nó sẽ có sự trồi nếu chỉ bẻ cái này thôi. Toàn bộ phía trước này không có thay đổi gì mà chỉ bẻ mỗi cái chỗ này thì nó sẽ làm cái động tác là trồi, chỗ này nó có trồi. Đó. Cho nên là chúng ta phải lưu ý là vị trí chúng ta bấm là vị trí nào. Đó. Và cái mong muốn tại thời điểm chúng ta làm đó là cái gì? Có muốn trồi hay là không trồi? Đó, từ trước ra sau nó là như vậy. Và nếu mà như cái thông thường mà để mà leveling chiến lược thì rõ ràng là chúng ta chỉ tác động vào cái off center bend ở phía trước thôi, ở đây thôi, còn hai cái này chúng ta sẽ không thay đổi. Ok. Đây là cái hình ảnh nó hơi mờ cho nên phải zoom to lên một chút xíu. Ở đây chúng ta sẽ có là cái 562 là bẻ off center bend ở trên khí cụ mao của Gill.
thì cái màu hàm trên tôi cứ tạm đọc là màu hàm trên của Ghiu đi ạ, cho nó đỡ cháy mồm. Đây là cái hàm trên này. Để B đây là bẻ để mà dựng trục răng hàm, có là bẻ cái ở cái vị trí ở chỗ này là center, center band, nó chỉ là tiếp ra phía sau thôi, nó không thay đổi cái chiều đứng đó. Thế còn hình C là bẻ trồi, có nghĩa là bẻ ở phía sát với cái răng số 6 sẽ làm trồi, còn làm lún là sẽ bẻ ở sát về phía cái đầu lúc con Snoopy này, nhìn nó giống con chuột hơn là con chó đó. Thì bẻ ở phía này có hai cái lúc, lúc đứng này hoặc là lúc ngang này đều được, sẽ có giống nhau, nó là vừa lún và vừa làm cái răng ra phía sau. Đó là cái ok rồi, thì đó là cái mô tả thực tế ở trên dây. Và khoảng cách theo chiều trước sau thì có thể được điều chỉnh bằng cách mở chân lúc. Khi mà chúng ta mở lúc như vậy thì nó sẽ là lên, mở một trong hai cái lúc chỗ này, đây và đây, thì nó sẽ làm dài. Việc bẻ cái V-band ở đây nó cũng có là một chút, nó cũng sẽ là một chút dài ra. Và việc này có thể điều chỉnh bằng việc khoảng cách trước sau có thể được điều chỉnh bằng cách mở chân lúc của lúc đứng, của lúc kết hợp bằng cái kiềm Ghiu ở trong hình 563 và 564, lát chúng ta sẽ xem. Mẹo lâm sàng thì mặc dù kết cấu cơ bản của khí cụ này nó giống với mao và dây, cái có kích thước là 0.17-0.22 inch hoặc lớn hơn vẫn nên được dùng, do cái tính chất siêu đàn hồi của cái gam metal, nó siêu đàn hồi và nó siêu dẻo, cho nên là cái dù nó hơi lớn hơn một chút mình vẫn có thể sử dụng tốt được. Hình 563 từ A đến P và 564 là từ A đến L. Thì 563 đó là điều chỉnh khoảng cách của cái khí cụ mao này, hình minh họa cách điều trị theo chiều gần xa của khí cụ, và độ dài được điều chỉnh bằng cách là mở chân lúc đứng của lúc kết hợp. Còn hình 564 là đồ minh họa về cách điều chỉnh chiều dài của khí cụ, sơ đồ minh họa điều chỉnh gần xa ở bậc thứ nhất của kiềm Ghiu và được dùng để mở chân lúc đứng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem, đó là phần mô tả, thì bây giờ chúng ta sẽ xem là nó được kích hoạt như thế nào. Hơi nhỏ lên là sẽ zoom lên. Rồi ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái hình B là ông có kéo ra một chút xíu này đó, và hình khi mà kéo giãn ra thì cái lúc này nó được duỗi ra, cái lúc đứng này nó có duỗi ra, lúc đứng này nó đã duỗi ra so với ban đầu. Và sau đó ông dùng cái bậc thứ nhất của kềm Ghiu, ông bóp vào, bóp lại như cái hình E này, ông bóp đó, cái này rất rõ nét, bóp và nó mở cái chân lúc ra. Rồi hình G này là ông cũng có thể bóp ở đây, bóp chỗ này được xếp vào center band này, đó là tăng cái kích hoạt ra phía sau. Bóp ở đây nó cũng làm dài, bóp ở cái lúc chỗ này nó cũng sẽ làm dài cái thân của cái dây. Rồi đó, thì bây giờ là xem lại từng bước một. Đầu tiên là bóp cái chỗ này để nó vách lên, sau đó bóp cái chỗ điểm G này, bóp số 1 là ở đây, một đây để cho nó vách lên, và bóp G này thì nó sẽ hạ cái chân này xuống, như vậy là loại bỏ cái hiệu ứng của cái việc là làm nghiêng, mà chỉ là đẩy ra xa thôi, tăng chiều dài bằng cách là bóp cả hai cái đồng thời đó, bóp một cái trước bóp cái sau để cho nó duỗi ra. Đó. Thì như vậy là tác giả đã có thể mở cái lúc chỗ này hoặc là mở cái lúc chỗ này. Đó. Mở cái lúc chỗ này. Và nó sẽ là làm tiếp cái chiều dài dài ra tiếp, có nghĩa là cái chỗ lúc để mà mở ở lúc đầu này mở này thì nó sẽ bị vách chân. Đó, bị vách chân, và nó sẽ hai cái lúc này khi mở ra thì nó sẽ điều chỉnh cái chân tương ứng. Đây, anh này bóp chỗ này nó bóp thì cái này nó sẽ bị ra xuống tiếp này,
xuống tiếp, xong đó người ta bóp thêm cái này để bù, để nó vách lên ngược lại. Hai cái vị trí này bóp thì chân đi xuống, bóp thì chân sẽ đi xuống, còn cái vị trí ở cái chân này sẽ đi lên. À, để cân bằng như vậy là nếu mà chỉ muốn làm giãn thôi thì chúng ta sẽ phải để cho cái dây nó cân bằng, và chúng ta bóp kết hợp cái lúc đứng này và lúc phía trước hoặc lúc phía sau để cho nó dài ra. Hình minh họa ở đây, đồ hình minh họa. Bước 1 là người ta cho vào bóp vào đây để nó vích chân lên. Bước 2 là người ta bóp này để hạ chân xuống. Đó, hạ chân xuống. Hoặc là gì? Hoặc cách khác đó là hình E. Đây là mở, đây là kéo mở, còn đây là bóp. Đó, đây là hình hình A, B, C, D này là kéo tay, dùng tay để kéo theo hai chiều này. Trong đó thì bóp này để vách xuống. Còn hình E này là một cái kiểu khác, là mình bóp cái này bằng kềm thì nó sẽ vách chân lên, sau đó thì bóp cái lúc ngay phía cái chân góc ngay phía sau này thì nó hạ chân xuống, như vậy nó vẫn tăng chiều dài. Và cách làm của hình Y này thì đó là bóp cái chân này phía trước, bóp cái lúc trước và nó vách xuống dưới, sau đó thì mới bóp cái lúc chỗ này để nó trả lại chân. Như vậy là có 3 kiểu của chúng ta thích làm kiểu nào cũng được. Đó, 3 kiểu để mà chúng ta tác động. Kiểu 1 là dùng tay ở cái lúc này để giãn và dùng kềm ở cái chỗ này. Kiểu 2 dùng kềm ở đây và dùng kềm ở đây. Đó, và kiểu 3 thì dùng kềm ở phía trước và dùng kềm ở cái đầu của con Snoopy này. Có 3 cách. Đó, thì anh chị dùng cách nào cũng đều có thể làm gia tăng cái khoảng cách của cái phần liên mắc cài răng 36. Rồi, phần số 3 là cơ học của Gill và những điều chỉnh của nó theo kiểu xương, theo kiểu hình của xương. Ở chỗ này thì sẽ bật ra cái phần tiếng Anh để cho mọi người xem lỡ có sai sót. Này là như vậy là gia tăng rồi. Thì phần mục 3. Mục 3 ở chỗ này là gì? Khí cụ Gill thì sẽ có 3 cái cơ chế kích hoạt cơ bản. Khí cụ Gill được cải thiện cái kích thước dọc khớp cắn và mặt phẳng nhai và tạo ra khoảng theo chiều trước sau thông qua việc dựng trục các răng ra xa, giống như là cái làm việc với khí cụ Mill thôi. Cơ chế kích hoạt thứ hai là dựng trục theo mặt phẳng ngang để khử xoay các răng bị xoay gần và nới rộng cung răng và tạo khoảng cho cái cung răng theo hình 566. Cơ chế kích hoạt thứ ba là tăng kích thước dọc cắn khớp, thiết lập hướng dẫn đúng và đạt được của cái khớp cắn chức năng theo hình 567. Mình sẽ xem các hình. Đây là các hình. Thì ở đây là dựng trục theo chiều trước sau là chiều horizontal. Thì ở đây là gì? Một cái cơ chế của một khí cụ Gill là Gill có thể dựng trục các răng theo chiều trước sau để lấy khoảng. Để lấy khoảng. Và cứ 5 độ thì sẽ lấy được là 1.5 mm. Dựng lên tổng 5 độ thì được 1.5 mm. Tổng 10 độ thì được 3 mm và tổng 15 độ là 4.5 mm kích kim thôi. 15 độ là tối đa rồi, là không dựng thêm được nữa. Rồi, thì như vậy á, chúng ta sẽ đến là gì? Một cái ca mà nó có chân trúc phía trước nhiều và có sự ngả nhiều của cái nhóm răng phía sau này, thì việc dựng trục một cách tích cực sẽ giúp chúng ta có khoảng rất là thoải mái. Khoảng này là tính khoảng cho từng bên luôn. Đó, ví dụ như muốn kéo lùi cái nhóm răng trước khoảng 3 ly chẳng hạn, thì hai bên là dựng trục 10 độ, hai bên thì sẽ có đủ 3 ly để kéo cái nhóm kia ra phía sau. Ở đây là cái xử lý theo chiều mặt phẳng ngang. Mặt phẳng ngang thì là một cái bất hài hòa phía sau, một biểu hiện bất hài hòa phía sau đó là nó xoay gần. Nó xoay gần là bất hài hòa phía sau. Và nó bị chen chúc ở đây thì cái việc trên cái mặt phẳng này đó là gì, là họ sẽ làm cho nó xoay ra phía xa. Đó, và trả lại khoảng cho cái vùng răng hàm nhỏ này và làm cho cái cơ hội để giải quyết cái bất hài hòa phía trước. Thì ở đây người ta minh họa đó là lúc đứng sẽ tích hợp trên dây Gill, nó trên cái dây Gill lý tưởng. Dây Gill lý tưởng thì là cái dây mà đã được thêm cái offset. Các cái dây lý tưởng là dây được thêm offset. Từ giai đoạn sắp đều sơ khởi đó, và tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc nong cung hàm sang bên và dựng trục theo mặt phẳng ngang để có thể đạt được cái tác động của lúc đứng.
có thể đạt được với tác động của ống đứng. Dựng trục theo mặt phẳng ngang có thể đạt được với cái tác dụng của cái lúc đứng. Rồi theo cái chiều sagittal, chiều này là ASEAN, thì cái cơ chế thứ ba của khí cụ này là dựng theo cái chiều ngoài trong này của nhóm răng cối. Thì có thể dựng trục các răng theo chiều ngoài trong với tác động của lúc đứng và tọt. Đọc cho phép cải thiện kích thước dọc khớp cắn và nong rộng cái khung răng. Rồi, nó ngả ra ngoài thì khung răng lại rộng hơn. Cái thứ hai là ý nghĩa của cái răng hàm nhỏ thứ nhất trong tái lập khớp cắn. Đây là răng số 4 nhé. Cái vai trò của răng số 4 trong việc tái lập khớp cắn là gì? Là đây là khi mà họ nói đến vai trò, có nghĩa là nó quan trọng như vậy thì đừng có nhổ nó. Ý là như vậy. Rồi, chúng ta sẽ có là cái việc tái lập khớp cắn tập trung xoay quanh các cái răng hàm nhỏ là một cái phương tiện hiệu quả để điều trị sai khớp cắn với khí cụ Gill cũng như là khí cụ Mill, bởi vì các răng hàm nhỏ là thứ nhất chìa khóa phía sau để kiểm soát chiều đứng, nó nhạy cảm với các cái khớp cắn thấp, và điểm số 2 đó là các răng sau sẽ làm trục xoay cho việc tái lập mặt phẳng nhai. Điểm số 3 là các răng sau nó là cái răng sau quan trọng nhất đấy trong tái lập khớp cắn, vì vị trí của chúng ở giữa cung răng theo chiều trước sau, vị trí ở giữa cái bất hài hòa phía trước và phía sau đấy, bất hài hòa phía sau, và chức năng của cơ sao chép phía trước, và do đó nhạy cảm nhất với cái bất hài hòa của khớp cắn. Các cái răng sau có cái khuynh hướng bị ảnh hưởng bởi cái hoạt động của cơ nhai vì chúng ở phía trước của võng cơ cắn. Cái tiếp đấy là các răng 4, ý nói là các răng 4 ấy, thực ra nếu mà chúng ta nói một bên thì nó là hai cái một bên ấy thôi, nó là các răng phía sau ở xa nhất so với khớp thái dương hàm TMJ, hiệu quả cho việc xác định vị trí của hàm dưới. Và số 6 đó là cung cấp hướng dẫn lui sau. Việc tái lập mặt phẳng nhai xoay quanh các răng hàm nhỏ là hiệu quả nhất vì những lý do này. Do đó, bẻ bực thang được tích hợp ở vùng răng hàm nhỏ, nó được tiến hành ngay từ thời điểm bắt đầu điều trị. Nên là ngay thời điểm bắt đầu điều trị là họ đã tiến hành những cái kích hoạt luôn ở cái răng hàm nhỏ này luôn. Và đây là cái hình ảnh minh họa, cái vị trí mà nó gọi là pivot, vị trí xoay của cái trục xoay của cái toàn bộ cái mặt phẳng nhai này, của cái răng này, thì kiểm soát kích thước dọc khớp cắn ở cái vùng răng hàm nhỏ với khí cụ Gill là việc tối quan trọng để đạt được cái vị trí xương hàm dưới đúng. Tái lập mặt phẳng nhai xoay quanh các cái răng hàm nhỏ là chìa khóa để điều trị thành công khớp cắn. Đó là chìa khóa. Và điểm số 3 trong cái phần 3 này, đó là mục đích và các cái kiểu đeo thun liên hàm. Mục đích và kiểu đeo thun liên hàm thì chúng ta cũng phải nắm rõ, bởi vì chúng ta không chỉ có sử dụng mỗi cái khí cụ là cái dây Gill hay là dây Mill, mà chúng ta cần phải xem thì là chúng ta đã đeo cái thun liên hàm để nhằm mục đích gì. Thì mục đích và các kiểu sử dụng thun liên hàm kết hợp với khí cụ Gill về cơ bản giống với việc sử dụng trên Mill và thun liên hàm thì có 4 mục đích. Mục đích 1 đó là cái cung cấp neo chặn. Thứ hai đó là hướng dẫn cái vị trí hàm dưới. Cái thứ ba là xoay hàm dưới. Và cái tư là làm trồi răng theo chiều đứng. Có 6 loại thun liên hàm được phân loại theo cái việc mà cái vị trí nó bám, nó gắn. Thứ nhất là thun đứng. Thun đứng thì chúng ta sẽ xem ở hình ảnh ở đây, hình 569 ở đây. Thun đứng được hiểu là cái thun mà nó sẽ móc vào các cái vị trí lúc tương ứng, ví dụ lúc 1 trên 1 dưới, 2 trên 2 dưới, 3 trên 3 dưới, nó là thun đứng đó. Thế còn thun hạng 2 ngắn như cái hình ở đây, thun hạng 2 ngắn có nghĩa là nó sẽ check ở cái lúc phía trước ở hàm trên và lúc phía sau ở hàm dưới đó. Nó ngắn thôi, nó không đi quá dài thì gọi là ngắn. Họ lấy ví dụ ở đây đó là cái U1 và L2, đó là thun ngắn. Tiếp đến là thun hạng 3 ngắn thì sẽ ngược lại là lúc phía sau hàm trên và lúc phía trước hàm dưới. Đó là U2, L1, đó là thun hạng 3 ngắn. Tiếp đến là thun hình hộp thì nó sẽ được mắc vào như thế này. Là
4 cái loop, 2 loop trên, 2 loop dưới. Tiếp đến là tune check hạng 2. Tune check hạng 2 là check nó xoay lên trên như thế này. Đó. Và hạng 2 này á, là tune check hạng 2 này là nó sẽ có một cái class tune class 2 ngắn ở phía trước, cộng với là một phun chéo để mà kéo cái răng hàm trên nó xuống. Hạng 2 thì được quan điểm đó là cái mặt phẳng nhai nó là dốc, cho nên cần phải hạ cái mặt phẳng nhai xuống ở phía sau và để cho nó phẳng và để đích cái hàm dưới nó tích hợp nó thích ứng ra phía trước, đáp ứng ra phía trước. Do vậy thì cái việc ở cái giai đoạn này là người ta đeo cái tune check này là để kéo cái răng hàm xuống phía dưới. Đó, đây là tune check hạng 2. Còn ngược lại thì sẽ là tune check hạng 3. Hạng 3 thì sẽ muốn là làm dốc thêm cái mặt phẳng nhai ở phía dưới, và nó sẽ kéo cái răng hàm dưới, hàm lớn hàm lên. Đấy là ý như vậy. Rồi, kiểu tune thì phù hợp với lựa chọn tùy theo cái nhu cầu điều trị của bệnh nhân. Đây là các tune đã vừa xem. Chúng ta xem phần 4 của cái mục 3 lớn này của cái chương 5. Đó là cái các cái điều chỉnh khí cụ ghiu theo kiểu xương. Theo kiểu xương thì sẽ điều chỉnh như thế nào? Thực tế mà nói là chỉ nhìn mấy cái hình này là thấy nó hoa mắt rồi. Chỉ nhìn hình hoa mắt rồi thì chúng ta sẽ phải xem thử là người ta sẽ làm gì. Thứ nhất đó là khí cụ ghiu được điều chỉnh theo kiểu xương giống như với mưu. Bởi vì mục tiêu điều trị khác nhau của các bệnh nhân sẽ tùy theo cái chẩn đoán và kế hoạch điều trị. Thì việc điều trị khí cụ ghiu nó sẽ phải được tiến hành theo cá nhân hóa, được cá thể hóa theo từng cái kế hoạch một. Thì ở ca thứ nhất đó là ca về hạng 3 góc cao theo hình 570. Thì chúng ta sẽ qua các bước như sau, đó là loại bỏ cản trở với cái tiếp bách ở vùng răng hàm lớn, và chúng ta sẽ thêm bực lên ở vùng răng hàm nhỏ, bực lên có nghĩa là làm trôi răng hàm nhỏ cả trên cả dưới để giải quyết cái bất hài hòa phía sau. Và một cái yếu tố bệnh đó là một yếu tố bệnh căn của say khớp cắn, tiếp bách và làm lún răng 6-7 hàm trên. Đây là hạng 3 góc cao. Đặc thù của hạng 3 góc cao là cái gì? Hạng 3 góc cao thì nó sẽ có là cái hạng 3 góc cao. Xem nào, để mình sẽ xem, mình sẽ xem cái hạng 3 góc cao và hạng 3 góc thấp. Hạng 3 góc cao là cái sự đáp ứng của hàm dưới ra trước nhưng mà nó xoay mở. Và cái mặt phẳng thì nó sẽ có dốc nhưng mà nó không quá là có phẳng nhưng mà nó không quá phẳng. Hạng 3 góc thấp là rất phẳng. Hàm dưới đáp ứng ra trước nhưng mà xoay lên trên. Còn hạng 3 góc cao là hàm dưới đáp ứng ra trước nhưng xoay xuống dưới và mở. Đó. Thì ở đây là gì? Là sẽ tiếp bách làm lún răng 6-7 hàm trên này, và để làm dốc cái OP bị phẳng với các răng hàm lớn mọc quá mức do hiệu ứng là squeezing out, là hiệu ứng nó ép trượt cái răng ra phía trước. Cái này thì hôm trước đã nói rồi, là cái việc mà ở vùng phía sau nó bị chật trội, kích thước phía trước sau ở vùng phía sau đấy thì nó bị hẹp, cho nên là khi mà các răng sau nó lên thì nó ép cho các răng phía trước nó bị trồi xuống. Đấy, bị trồi xuống, bị nghiêng gần, thì đó là cái hiện tượng người ta gọi là squeezing out, ép trượt. Đó, nó ép trượt ra ngoài, ép trượt cho nó trồi xuống. Đó, thì nó sẽ làm dốc lại cái mặt phẳng nhai bị phẳng này. Và các cái với mục tiêu này thì việc là bẻ bước xuống ở răng trước và bước lên ở các răng sau. Đó, bẻ bước xuống ở các răng trước và bước lên ở răng sau, đúng rồi. Bực xuống ở răng trước và bực lên ở răng sau để cho nó xoay cái mặt phẳng nhai nó dốc xuống. Và sẽ điều chỉnh cái cơ chế không hài hòa của cái loại sai khớp cắn này. Rồi. Đây là hình hạng 3 góc cao hình 5. 550, chúng ta sẽ xem cái hình 550 này. 550. 550 đây, 570. 570 thì là cấu trúc khí cụ ghiu cho cái sai khớp cắn hạng 3 góc cao. Hạng 3 góc cao. Lên.
Thì có các bước từ 1 đến 10 là miêu tả trình tự bẻ dây cho sai khớp cắn hạng ba góc cao. Các bước bẻ dây được thực hiện để làm dốc OP và bị phẳng, đặc trưng của loại sai khớp cắn này. Đòi hỏi phải bẻ thiết bách tương đối mạnh để lún và dựng trục các răng hàm lớn hàm trên, do bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi cái bất hài hòa phía sau. Bẻ bực lên ở cái vùng răng hàm nhỏ để thiết lập cái vị trí hàm dưới. Thì ở đây chúng ta sẽ xem các bước. Bước số 1 và bước số 2 này có thể gộp chung lại cũng được trong một bước. Đó là ở trong này á, là chúng ta sẽ có cái làm chồi. Làm chồi ở răng 4-5 hàm trên và 4-5 hàm dưới. Làm chồi ở 4-5 hàm trên và 4-5 hàm dưới đây. Và ở đây thì chúng ta có cái tip back. Tip back. Ở chỗ này có tip back và có cả cái... có cả cái gì? Có cả cái step up nữa. Có nghĩa là cái bực nó được... được nâng lên luôn. Đây là cả tip và cả step back, step up. Còn hàm dưới là cả tip back và cả step down luôn. Đó. Và ở chỗ này là được làm chồi, chỗ này được làm chồi. Đó, bước 1 bước 2 mình xem cùng với nhau cũng được. Đó, và như vậy á, thì là ở giai đoạn 1 này người ta sẽ nhằm mục đích là chủ yếu là gì? Chủ yếu là loại bỏ cản trở cắn. Ở bước bước 1 và bước 2 này á, thì người ta có thêm cái gì là đâu rồi, có thể vậy thôi. Đến bước 3 là người ta tăng thêm thôi, không có tăng thêm cái sự nghiêng, không có thêm cái gì hết. Không có, có tăng thêm cái, đây, tăng thêm cái độ cao của cái step, có nghĩa là tăng thêm cái vertical này. Đã có bực rồi nhưng mà tăng thêm, đó, tăng nhiều hơn nữa, đặc biệt là hàm trên chỗ này mình ạ. Và để nó khẳng định được cái việc là nhà khớp. Rồi ở hàm dưới ở bước 4 này người ta sẽ cho thêm một cái step nữa ở cái răng cửa, tới răng cửa. Sang bước 5, ở chỗ này là nó phải đi kèm với đeo thun. Đeo thun thì ở đây là hạng 3 thì người ta sẽ đeo thun hạng 3 ngắn. Class 3 Short Elastic. Short Elastic. Thế thì cái việc mà đeo Short Elastic ở cái giai đoạn này nó cũng xem như kiểu mình đeo cái mình có thể đeo như thế này này. Đây, nếu mà đeo chỉ đeo thun đứng thôi thì nó cũng có đeo từ lúc U1 cho đến L1 ấy, thì nó vẫn là gì? Nó vẫn giống như là cái class 3 Short Elastic, bởi vì cái này là hạng 3 mà, hàm dưới đưa ra trước. Đó. Thì còn lại thì chúng ta có thể đeo U2, L1. Đó, cũng như vậy. Thì đây là cái class 3 Elastic thì nó sẽ đeo giai đoạn này. Xong đó thì nó bắt đầu, mình sẽ thấy là cái hàm dưới được định vị dần ra phía sau. Được định vị dần ra, đặc biệt là đến cái hình số 4 này, số 5 này. Mình thấy nó được định vị dần ra phía sau. Và cùng với sự định vị dần ra phía sau của hàm dưới á, thì hàm trên nó chỉ giảm tiếp bách thôi, nhưng mà vẫn để đây. Hàm dưới cũng giảm tiếp bách này. Đó, vấn đề đây, cái chỗ này thì tăng lên trước lên. Đó. Và đến số 6 này thì bắt đầu là gì? Chỗ này là hết tip back luôn, chỗ này hết tip back luôn, cái này chỉ để step up thôi. Đó. Và đến số 7 bắt đầu là nhức dần lên cái này. Cái này ra phía sau hẳn rồi, hàm dưới này đã được định vị là vị trí khá ok rồi. Bỏ hết tip back ở chỗ này rồi, để bỏ luôn cái step up chỗ này rồi. Hàm trên vẫn giữ nguyên. Hàm trên vẫn giữ nguyên từ cái giai đoạn số 6, số 7, số 8, số 9, số 10 giữ nguyên luôn. Mà lúc đó chỉ có thay đổi hàm dưới thôi. Chỗ này thì người ta sẽ đeo cái check elastic. Check elastic hạng 3. Đó, để bách cái này lên với trên. Bách lên trên. Bởi vì nhiệm vụ của cái này là làm dốc. Đó, làm dốc mặt phẳng nhai đấy, thì đây cái hiểu là như vậy. Thế còn là về sau sẽ có ca lâm sàng ấy. Mình sẽ xem từng ca một. Rồi bây giờ mình sẽ xem là ở cái chỗ này là hạng 3 góc thấp thì ở sai khớp cắn này thì có sự bất hài hòa giữa tăng trưởng của cái ramus là cành đứng của xương hàm dưới. Đó, tăng trưởng của ramus và cái tỷ lệ kích thước dọc cả khớp cắn. Thì kích thước dọc khớp cắn nên tăng
với cái bực xuống ở vùng răng hàm nhỏ hàm trên và bực lên ở răng hàm nhỏ hàm dưới. Tăng kích thước dọc bằng cách đó để ức chế sự xoay hàm dưới ra trước quá mức và bực xuống sau khi được thêm ở vùng răng hàm lớn hàm trên để làm phẳng cái OP. Đó. Được rồi. Chỗ này tại sao nó lại ghi là làm phẳng OP? Hạng 3 góc thấp. Góc thấp thì đó, để xem góc thấp nó có phải là mình phải xem lại nó có. Đây này, họ vẫn ghi là flatten cái occlusal plane. Có nghĩa là cái mặt phẳng nhai ở chỗ này nó phải hơi, nó vốn là phẳng rồi nhưng mà lại làm phẳng thêm. Chứ còn đối với hạng 3 thì nó đâu có đâu thể nào mà nó là dạng dốc được. Có nghĩa là vốn cái góc mình làm dốc nó không có nghĩa là không chỉ đơn thuần là cái chỗ là vì nó trước đó nó đã phẳng. Nó có thể đang phẳng, mình phải làm phẳng hơn kiểu như vậy. Hoặc đã dốc mình làm dốc thêm tí. Đó. Rồi, thì ở đây là mình sẽ xem lại xem là cái mô tả của họ như thế nào đối với hình 571. 571 là ở đây. 571. Đây. Chúng ta có ở đây là gì? Cấu trúc khí cụ mưu cho xoay khớp cắn hạng 3 góc thấp. Hạng 3 góc thấp. Các bước 1, 10. Hạng 3 góc thấp thì chúng ta sẽ phải đọc lại cái đặc thù của hạng 3 góc thấp trước. Thì cần thiết thì chúng ta sẽ đọc lại hạng 3 góc thấp. Thế còn ở đây là các bước là từ 1 đến 10 thì miêu tả trình tự bẻ dây cho xoay khớp cắn hạng 3 góc thấp. Và xoay khớp cắn này gây ra bởi sự xoay hàm dưới ra trước quá mức đáp ứng với kích thước dọc khớp cắn không đủ. Do đó bẻ bực lên được thực hiện ở vùng răng hàm nhỏ để kích hoạt tăng VD khớp cắn và làm phẳng OP. Làm phẳng OP. Rồi, nó xoay ra trước quá mức luôn. Mà mình sẽ xem lại ca lâm sàng đoạn sau xem để mọi người sẽ ghi nhớ chỗ này phía sau kiểu như có ca lâm sàng phù hợp. Rồi, chỗ này thì cái hàm dưới đã bị xoay ra quá mức và đóng lại thì phải tăng cái VD ở đây, mặt là mặt brachy, phải tăng VD ở đây rất là nhiều, nhiều hơn so với một cái ca kia thì nó mới có hỗ trợ được cái việc là xoay ra phía sau. Thì ở đây là người ta cũng sẽ ở giai đoạn 1, bước 1, bước 2 ở đây. Bước 1, bước 2 ở đây là chúng ta sẽ có là gì? Tăng cái ảnh này này. Đó, ảnh 1 này, ở bước 1 này là chưa thấy tăng VD ở hàm trên. Nhưng mà ngay trước bước 1 ở chỗ cái mà gốc thấp này là người ta tăng ngay. Nó biểu thị là cái này nó phải tăng khá là nhiều. Đó, và phải tăng liền. Thực ra thì bước 1, bước 2 thì mình cũng nên làm luôn trong cái một lần kích hoạt, chứ mình cũng không cần thiết phải để nó gọi là quá lâu. Và ở đây mục tiêu của họ là sẽ làm phẳng cái VD. Làm thẳng cái VD, là mặt phẳng nhai nó phải hết sức phẳng. Rồi thì ở đây là mình sẽ có ngã ở đây, tip back ở đây, trồi lên thêm ở đây. Khoảng chỗ này được tăng lên rồi, Đó, chỗ này được tăng lên. Và ở chỗ này thì nó sẽ gia tăng tiếp. Đó. Nó sẽ gia tăng tiếp ngay ở những chỗ này và chỗ này luôn. Gia tăng rất nhiều. Đó. Và ở đây thì là ngã, bước này ngã rất là nhiều và cái chỗ này mình thấy là có sự xoay chuyển dần cái vị trí của hàm dưới, định vị ra phía sau đi kèm, và đến bước số 5 này là loại bỏ hết toàn bộ là tip back. Đó, loại bỏ hết tip back và bắt đầu làm trồi. Hàm dưới thì vẫn giữ nguyên nhưng mà hàm trên khu vực này là bắt đầu hạ hết rồi, bỏ hết cái step rồi, bỏ xuống chỉ còn mặt phẳng thôi. Đó. Và đến bước 7 này là toàn bộ phía trên này là phẳng hết. Và cái chỉ có một răng cửa là và ở đây là đến số 7 là toàn bộ cái này phẳng hết rồi, răng cửa chưa. Và chỗ này thì hàm dưới bắt đầu trả lại dần. Đó. Như vậy là ở chỗ này khi mà kết thúc ấy, thì sẽ không tạo cái sự nghiêng mà tất cả đều phẳng hết, phẳng lì hết. Đó, và có một cái sự cố gắng để làm trồi cái răng số răng 6, 7 ở phía chỗ này nhiều hơn một chút.
trước khi mà anh này nó trở lại, anh này hơi nghiêng một chút ra phía trước. Rồi, cái này nó không phải là đại diện 100% đâu, mình không thể nhìn hết toàn bộ cái này để mà mình làm đâu các bác nhá. Mình chỉ suy đoán cái lộ trình người ta làm việc thôi, và mình sẽ phải đi vào cái ca chi tiết ở phía sau để xem cách người ta sử dụng thun liên hàn nữa. Đó. Rồi, hạng 3 góc cao, hạng 2 góc cao và hạng 2 góc thấp. Thì hạng 2 góc cao đó là loại sai khớp cắn này là kết quả của việc xoay hàm trên lên trên ra trước. Lên trên ra trước, hạng 2 góc cao như hàm trên thì sẽ xoay lên trên ra trước trong cái quá trình tăng trưởng, và là một cái đáp ứng ngược với cái hạng 3 góc cao. Đó, đáp ứng ngược với hạng 3 góc cao. Và kích thước dọc khớp cắn nó sẽ không đủ, đặc biệt là ở vùng răng hàm nhỏ hàm dưới, và cần bẻ bực lên để tăng kích thước dọc. Và POP dốc thì các răng hàm lớn, hàm dưới nên được dựng trục và đánh lún cùng với tiếp bách và bực xuống. Ngoài ra, các răng hàm lớn, hàm trên nên được làm sồi với cái bực xuống để tăng kích thước dọc và tái lập OP nghiêng xuống ở phía dưới. Điều này làm xoay cái xương hàm dưới ra trước và tới cái khớp cắn chức năng. Cái này thì là hàm trên nó sẽ vếch lên trên. Đó, hàm dưới thì cái năng lực đáp ứng của hàm dưới nó ít, nó kém, và nó phía khớp cắn cái kích thước dọc ở phía sau nó ít, mặt phẳng nhai thì nó dốc. Đó, thì hàm dưới nó sẽ nằm ở cái vị trí ở chỗ này. Đấy, dưới đây, cái mặt phẳng dưới đây, và nó sẽ chốc chúc như thế này. Thì việc của người ta đó là gì, là mình sẽ phải làm trôi cái hàm trên và lún cái hàm dưới xuống, xoay hàm dưới ra phía trước. Đó, để mà tạo ra cái mặt phẳng nhai nó phẳng hơn, phẳng như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ xem cái đây là năm 72 hạng 2, thì người ta vẽ ở đây là ai làm hay không? Hạng 2 là người ta vẽ ở đây là cái hàm dưới lui sau, hàm trên ở phía trước. Đó, và ở đây thì ngay từ bước đầu tiên là cũng tiếp bách phía sau rồi làm trồi. Bước này thì giống nhau, và đeo thun là thun hạng 2 ngắn. Đó, 3/16 6Z. Và sẽ tăng cái cho đến khi mà nó nhả khớp hoàn toàn. Đeo thun, nhưng mà để cho nó nhả khớp hoàn toàn thì lúc đó mới chuyển sang cái việc là di chuyển hàm dưới ra phía trước. Và ở đây thì có một cái sự giữ nguyên cái step ở cái vùng phía sau. Giữ nguyên step ở vùng phía sau hàm dưới, và làm cái tip forward của cái khu vực hàm trên. Đó, và khi finish thì nó sẽ tạo ra một cái dạng như thế này. Đó, 4 5 thì cùng một mặt phẳng, 6 7 thì bị chếch xuống, và cái khu vực măng nanh ở đây nó chếch lên. Đó, và ở đây nó sẽ là gì? Nó sẽ làm dốc nhiều, là phẳng nhiều. Làm phẳng nhiều, cái này đi xuống. Phẳng nhiều cái mặt phẳng nhai. Đó, thì cái này là bước 1 đến 10 là mô phỏng cái trình tự bẻ dây cho sai khớp cắn hạng 2 góc cao. Loại sai khớp cắn này có OP rất dốc, làm cho việc tái lập khớp cắn vô cùng khó khăn. Cái loại này ở trong cái buổi đọc hôm trước ấy, là người ta phân loại là gì? Đây là cái loại điều trị khó nhất. Hạng 2 góc cao của cái gì nhỉ? Của cái bên chỗ phân loại theo vertical, là hạng 2 góc cao nó vẫn là thuộc về cái nhóm là low vertical. Và nó xếp vào là gì, là điều trị khó nhất. Thì mọi người xem lại cái phần đó. Thì loại sai khớp cắn này có OP rất dốc, làm cho việc tái lập khớp cắn vô cùng khó. Việc quan trọng là kích hoạt tăng cái kích thước dọc khớp cắn với việc bẻ bực lên ở răng hàm nhỏ, hàm dưới, và đánh lún cái tích cực và dựng trục cái răng hàm lớn hàm dưới. OP thì nên được tái lập bằng cách là kích hoạt cho trồi răng hàm lớn hàm trên. Do đó OP sẽ nghiêng xuống dưới ở phía sau và tạo cái thuận lợi trong việc đáp ứng hàm dưới ra trước. Đó. Và đây là hạng 2, 4 là hạng 2 góc thấp theo hình 573. Sai khớp cắn này được đặc trưng bởi cái đường cong spi sâu. Hạng 2 góc thấp, đường cong spi sâu, POP dốc và kích thước dọc khớp cắn không đủ. Do đó kích thước dọc khớp cắn cần được tăng với việc bẻ cái bực xuống ở cái vùng răng hàm nhỏ hàm trên và bực lên ở vùng răng hàm nhỏ hàm dưới. Tái lập khớp cắn được thực hiện nhờ làm phẳng OP với bực xuống ở răng hàm lớn hàm trên. Đây là 753, hạng 2 góc thấp và POP rất là dốc, thiếu kích thước dọc.
và người ta tăng cái kích thước dọc rồi đeo thun, đưa cái hàm dưới ra trước ở cái nhân dân ở vị trí 3, 4, 5 này, hàm dưới đang đáp ứng ra trước. Và ở chỗ này thì cũng làm phẳng cái mặt phẳng nhai, tuy nhiên thì là không có làm phẳng nhiều như là của cái ca hạng 2 góc cao. Không nhiều như hạng 2 góc cao. Ở đây chúng ta thấy là có sự bắt đầu từ bước này. Bước này đã trả lại phẳng của hàm lớn phía sau rồi. Bước này bắt đầu là phía sau nó check rồi. Chỗ này thì phải đeo tool check elastic thôi, những để làm phẳng như này là phải đeo hỗ trợ cái check elastic ở những giai đoạn này của hạng 2 đó. Và ở đây là khi finish là người ta sẽ finish cái này dốc ở phía sau, dốc xuống ở phía sau, có nghĩa là làm mặt phẳng nhai nó phẳng hơn. Ok, thì ở đây có cái mẹo lâm sàng đó là về khí cụ Gill thì về cơ bản là có hiệu quả tương đương với khí cụ Mew mà không cần phải có thêm lúc ngang. Nó mang lại cái ưu điểm cho cả bệnh nhân và cả các nhà lâm sàng như là dễ vệ sinh răng miệng, giảm khó chịu cho bệnh nhân, đơn giản hóa quy trình bẻ dây và rút ngắn thời gian điều trị cho các nhà lâm sàng. Về mặt tổng kết thì trong cái khí cụ Gill sẽ đòi hỏi nhà lâm sàng phải có kỹ năng bẻ dây cũng tốt như là đối với khí cụ Mew, và dây Gamete thì có tính đàn hồi cao, dễ bẻ. Điều này dường như giúp nó tránh những sai lầm lớn, miễn là phải tuân thủ được các khuyến cáo cơ bản. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với việc sử dụng khí cụ Gill là phải có một cái khái niệm rõ ràng về việc là sai khớp cắn này, về việc là chẩn đoán chính xác này, và lập một cái kế hoạch điều trị chính xác. Nếu không có những điều này thì khí cụ cũng không có tác dụng. Nói rất rõ là việc bẻ dây mà không hiểu sâu sắc những cái quy trình và nguyên tắc làm việc của cái này thì nó sẽ là không có hiệu quả. Đó. Và ở đây thì là chúng ta hết chương 5 về mặt thiết kế các khí cụ, và chúng ta bước sang chương 6. Chương 6 này thì chúng ta sẽ có rất là nhiều ca lâm sàng. Rất nhiều ca lâm sàng thì chúng ta sẽ đọc một phần của chương 6. Một phần của chương 6. Chúng ta sẽ xem nào, ở đây là rồi, chúng ta đọc đi một cái đi cho nó có hứng khởi về vấn đề điều trị của cái này. Đây là chúng ta có phần chương 6 là những điều chỉnh của dây Gill trong cái điều trị sai khớp cắn, và phần 1 của chương này đó là cái điều trị về high vertical case, là những cái ca mà thuộc về cái nhóm high vertical, có nghĩa là kích thước dọc nó được tăng. High vertical thì hôm nọ đã được phân loại rồi, thì lát nữa sẽ lật lại cái bảng đó cho mọi người xem. Thì ở chỗ này á, nó sẽ giới thiệu như sau. Lại trở lại cái mục tiếng Anh. Trong high vertical này thì mình sẽ xem một ca trước, mình xem một ca trước của high vertical. Đó. Đây là phần tiếng Anh của cái ca high vertical đây. Hai vertical, đây là quyển, đây quyển Mew, tắt quyển Mew đi. Đây là quyển Mew, rồi. Ok, ở đây chúng ta có là phần giới thiệu. Trong cái điều trị sai khớp cắn thì điều cần thiết đấy là phải phát triển một cái kế hoạch điều trị với cái mục tiêu thiết lập là một khớp cắn sinh chức năng sinh lý dựa trên việc đáp ứng chức năng và đáp ứng bù trừ của cái hàm dưới như đã mô tả ở trong chương về lập kế hoạch điều trị. Phân tích khung răng. Đây. Phân tích khung răng là một phần của phân tích sọ nghiêng. Thì nó sẽ đánh giá cái gì? Ở chỗ này á, là nhiều chữ quá cho nên xin phép là zoom to lên. Trang tiếng Anh là 138 của quyển sách Gill. Thì anh chị em có thể lật cái quyển đó, lật ở trang 138 đó để xem thì là có thiếu sót gì thì mình bổ sung. Thì phân tích cái khung răng là một phần của phân tích sọ nghiêng. Đánh giá cái góc giữa mặt phẳng hàm dưới mặt với FH, cái mặt phẳng hàm dưới với cái frang pho. Mặt phẳng hàm trên, mặt phẳng hàm dưới, mặt phẳng hàm dưới với AB, mặt phẳng nhai hàm trên với AB, và những cái chỉ dấu khác cho cái đáp ứng chức năng của hàm dưới
Nó cung cấp thông tin về năng lực đáp ứng chức năng cả theo chiều đứng và chiều trước sau của hàm dưới. Điều này phân nhóm hình thái xương hàm mặt theo đáp ứng chiều đứng thành hai loại. Theo chiều đứng là sẽ đáp ứng thành hai loại là góc mặt phẳng hàm dưới lớn là cắn có cái khuynh hướng cắn ở xương và góc mặt phẳng hàm dưới nhỏ cắn sâu ở xương. Và phân loại đáp ứng chiều trước sau thành hai nhóm, nhóm hạng 3 và nhóm hạng 2 xương. Hơn nữa có một cái quan hệ chức năng giữa mặt phẳng nhai OP là thể hiện OP này là thể hiện của UOP và MP là mặt phẳng hàm dưới và mặt phẳng hàm dưới, thì quan hệ này được duy trì bởi cơ chế thần kinh cơ. Đáp ứng thích nghi của hàm dưới phụ thuộc vào độ nghiêng của POP và có thể phân loại thành hai nhóm là high vertical và low vertical. Như vậy là nhắc lại là đáp ứng nếu mà phân loại theo cái độ mở của xương á, thì nó sẽ có hai cái góc mở nó gọi là high angle và low angle. Thế còn nếu mà phân loại theo chiều trước sau thì có class 2 và class 3. Còn phân loại theo kích thước dọc mà ở đây cụ thể là cái đáp ứng của hàm dưới theo mặt phẳng nhai POP, theo độ nghiêng của mặt phẳng nhai của POP. Đó, nó khác nhé. Đáp ứng của hàm dưới theo POP thì nó sẽ chia thành là high vertical và low vertical, có nghĩa là kích thước dọc cao và kích thước dọc thấp. Và ở trong cái hình 6.1 thì đã nói hình 6.1 là ở cái phần trước rồi, lát nữa sẽ có. Chương này sẽ giải thích cách điều chỉnh khí cụ gill cho size khớp cắn với cái high vertical là cái kích thước dọc cao. Và những size khớp cắn này được đặc trưng bởi sự tăng thành phần chiều đứng của khớp cắn và đáp ứng của hàm dưới với tăng kích thước dọc và làm phẳng OP thông qua việc xoay ra trước với vào cái vị trí nhô ra trước. Một cái size khớp cắn điển hình trong cái nhóm này là hạng 3 xương với góc mặt phẳng hàm dưới cao là cắn hở, hạng 3 xương và gọi là high angle ấy. Hạng 3 và high angle là một cái điển hình đặc trưng của cái loại mà high vertical này. Tuy nhiên, khi không có sự xoay quá mức của hàm dưới thì sẽ hình thành size khớp cắn hạng 1 cắn hở với mặt phẳng hàm dưới cao và chen chúc, thì với ngay cả một sự tăng kích thước dọc nhiều thì cái mặt phẳng nhai phía sau của hàm trên sẽ bị phẳng hơn nhiều, dẫn đến sự cắn hở nặng và hàm dưới dịch chuyển nhô ra trước đáng kể. Đặc điểm hình thái khác biệt của cái size khớp cắn mà high vertical này là tăng kích thước dọc khớp cắn phía sau hàm trên và OP phẳng. Như vậy là high vertical đặc trưng đó là gì? Tăng kích thước dọc khớp cắn phía sau của hàm trên và cái mặt phẳng nhai phẳng. Thích nghi chức năng của hàm dưới với tăng kích thước dọc và cái tương quan khớp cắn phía trước và chen chúc phía trước đi kèm với sự thích nghi của hàm dưới. Đó. Đây là hình 6.2. Thì 6.1 là như thế này. 6.1 ở đây là cái góc mặt phẳng hàm dưới cao là lớn đấy. Góc lớn. Và ở đây là hạng 2 low vertical, hạng 2 nhưng mà kích thước dọc phía sau của cái hàm trên này nó sẽ nhỏ. Mặc dù là mở nhưng kích thước dọc phía sau nó ngắn. Và đây là kích thước dọc phía sau lớn, đây là hạng 3 high vertical, đáp ứng của hàm dưới ra phía trước nhiều. Đó, và phân loại size khớp cắn ở đây thì đã nói rồi là theo phân loại size khớp cắn theo góc mặt phẳng hàm dưới và tương quan xương. Thì size khớp cắn có thể phân loại theo thích nghi của hàm dưới, theo chiều đứng của cái mặt phẳng hàm dưới thì nó sẽ có là góc cao góc thấp. Dựa trên thích nghi chiều trước sau thì sẽ có là hạng 2, hạng 3 xương. Và dựa trên cái tương quan chức năng giữa mặt phẳng nhai hàm trên và cái mặt phẳng hàm dưới thì nó sẽ duy trì không đổi nhờ cái cơ chế thần kinh cơ. Cho nên là cái size khớp cắn sẽ được phân chia theo cái đáp ứng xoay của hàm dưới với độ nghiêng của mặt phẳng nhai. Đó, theo cái đáp ứng của hàm dưới, sự xoay gầm dưới, đáp ứng xoay gầm dưới với độ nghiêng của mặt phẳng nhai thì cái đó nó sẽ phân chia thành high vertical và low vertical. Rồi, đó là 6.2 và đây 6.1, đây là hình 6.2 thì mô phỏng ở đây chúng ta có là các cái size khớp cắn, các size khớp cắn và tăng kích thước dọc. Đó là thứ nhất là high vertical class 3 này, high vertical MLD này, high vertical mà crowding này, chen chúc này, high vertical là opening, open by. Thì nó sẽ có chia thành gì? Size khớp cắn mà kích thước dọc cao á
nó sẽ được đặc trưng bởi POP là mặt phẳng hàm nhai hàm trên phía sau, mặt phẳng nhai hàm trên phía sau phẳng, và khả năng đáp ứng cao của hàm dưới thông qua việc xoay ra trước. Thì cái hai vertigo nó sẽ bao gồm là hạng 3 góc cao, hạng 3 góc cao có MLD, có lệch cái xương hàm dưới, hạng 1 cắn hở và hạng 1 cắn hở, hạng 1 góc cao chen trúc. Rồi đó là các cái thành phần thuộc về cái hai vertigo này. Thì ở đây là có một cái ghi chú em bốc lại nhắc lại. Đó, thì đây là cái bảng 32 ở phần chương 3 á. Thì nó sẽ có đây. Đó, để mọi người nhớ lại là high vertical thì nó sẽ có các loại như này. Còn low vertical thì tất cả các thuộc về hạng 2 nó đều nằm ở trong low vertical. Và trong low vertical thì nó sẽ có là hạng 3 góc thấp thuộc về low vertical. Đó. Thì còn lại tất cả cái nhóm còn lại thì xếp vào high vertical. Rồi. Thì ở đây là loại 1, nó thuộc về loại 1 ở trong high vertical này, đó là nó có cái gì? Hạng 3 gọi là gì, hai vertical và cắn hở. Đó là kích thước dọc lớn và cắn hở. Thì đặc điểm hình thái của cái hạng 3 cắn hở hai vertical này đó là gì? Là bệnh nhân có mặt phẳng hàm dưới dốc, góc hàm thì tù, góc hàm là góc giữa cái cành đứng và cành ngang của xương hàm dưới, và do có bất hài hòa phía sau thì kích thước dọc tăng với OP phẳng. Kết quả là làm mỏng xương vỏ và hàm dưới thì dịch chuyển nhô ra trước, có sự chen trúc ở cung hàm trên bởi vì hàm trên có kích thước theo chiều trước sau ngắn. Các răng sau mọc quá mức với thân răng lâm sàng dài là một hệ quả của bất hài hòa phía sau. Điều này góp phần làm tăng kích thước dọc khớp cắn quá mức. Các răng trước hàm dưới sẽ nghiêng trong, răng trước hàm dưới nghiêng trong do hàm dưới xoay ra trước. Cái này là cái sự bù trừ răng xương hổ rồi. Kích thước dọc khớp cắn tăng nhiều hơn nữa do đường cong spi ngược ở cái hàm dưới. Bệnh nhân nhìn chung có bất hài hòa xương hàm mặt, như là nền sọ kém phát triển theo chiều trước sau và góc độ lệch nền sọ, góc độ lệch nền sọ là nhọn. Mục tiêu điều trị, mục tiêu điều trị ở ca này là phục hồi sự hài hòa tổng thể của xương hàm mặt thông qua việc tái lập khớp cắn dựa trên sự hiểu biết tốt về cơ chế của bất hài hòa hàm mặt này để đạt được chức năng hàm dưới bình thường và đạt được một cái sự cân bằng động, sự hài hòa động. Thì về cái câu này nó chung, loại nào cũng thế thôi, loại nào thì cũng phải là phục hồi sự hài hòa tổng thể thông qua tái lập khớp cắn dựa trên hiểu biết tốt về sự bất hài hòa để đạt được cái chức năng hàm dưới bình thường. Đó, cái này giống nhau ở tất cả các loại. Để đạt được những cái mục tiêu này, điều cần thiết là loại bỏ bất hài hòa phía sau. Ok, khi nào cũng phải làm vậy cả. Hai là giảm kích thước dọc cắn khớp phía sau hàm trên, cái này là dành cho ca hai vertical này. Và điều chỉnh cơ chế của sự bất hài hòa bằng cách làm dốc OP. Đó, đây là mới đặc thù cái này là dốc OP này, giảm kích thước dọc phía sau này. Đó. Và các cái răng hàm lớn. Đấy. OP này là bởi vì hàm lớn nó bị squeeze out đó, bị ép trượt ra ngoài đó. Thì cái đó là ok, chỉ có hai cái điểm mà khác biệt thôi. Còn giống nhau cái kia đó là gì? Là phải tạo sự hài hòa. Thì ở đây là giảm kích thước dọc phía sau và làm dốc OP là mấu chốt của thằng này. Ở đây chúng ta có đồ hình mô tả sai khớp cắn hạng 3, hai vertical, cắn hở phía trước, cắn hở hai vertical. Đây là trước và sau điều trị. Thì trước và sau điều trị đây là cái kỳ vọng, đúng không ạ? Hình thái đặc trưng của sai khớp cắn hạng 3 vertical là cái hình A này. Đó. Nó có cái phẳng, có hàm dưới đưa ra trước. Ok. Có thể có cắn hở đây, cắn hở. Và mục tiêu điều trị là đóng cắn hở này. Đó, và xoay hàm dưới ra sau này, lên này. Rồi làm phẳng làm dốc mặt phẳng nhai. Phân tích và chẩn đoán của ca. Thì ở đây là có một bệnh nhân, là hình ảnh ca lâm sàng của bệnh nhân này. Thì đây là hình ảnh ca lâm sàng, thì chúng ta sẽ xem ca lâm sàng này. Đây ca lâm sàng, đây hình ảnh bên cạnh đây. Đó, thì chúng ta có là bệnh nhân nam là trưởng thành rồi, nó than phiền chính là cắn chéo và chen trúc phía trước. Anh ta có cái kiểu mặt dài với cằm nhô trung bình trên cái nét mặt nhìn nghiêng.
Răng nanh và răng hàm thì có tương quan hạng 3 theo angle, với độ cắn chìa là 1mm và độ cắn phủ là âm 1mm. Nhà em anh ơi, nhà em, chó nhà em sủa. Chó nó sủa to quá. Ok, không phải em sủa, chó em sủa đấy. Rồi, đây là bệnh nhân có cái cằm dài và nhô ra trung bình. Trên cái nét mặt nhìn nghiêng chúng ta thấy nhô trung bình. Và ở đây chúng ta thấy là gì, là họ có thêm những cái kiểu ảnh chụp cận vào cái khu vực là từng mặt dưới ở phía mũi đó và răng. Rồi thì ở đây là nếu mà chúng ta mà điều trị ở nhà thì chúng ta nên có thể đâu đó chúng ta nhờ các bạn phụ tá chụp thêm cho mình các cái bức ảnh ở cái góc mà nó mũi môi rồi môi cằm ở cái khu vực phía trước, đặc biệt là khu, gọi là khu thẩm mỹ của miệng đây, thì chúng ta chụp được những cái này thì nó sẽ về sau mình so sánh nó sẽ nét hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ cắt từ cái ảnh mặt nghiêng ấy, thì cái chỗ này đôi khi nó sẽ bị nhòe, đôi khi nó sẽ bị nhòe. Thì ở đây là chúng ta lưu ý là chúng ta muốn có những cây lâm sàng để mà sâu thì chúng ta phải chụp ảnh tốt nha. Rồi quay lại, độ cắn phủ là âm 1mm và chen trúc, có chen trúc và cắn hở xương theo hình 641 và 642. Thì phân tích phim soạn nghiêng cho thấy là cái góc mặt phẳng hàm dưới FH và MP thì cứ gọi là góc mặt phẳng hàm dưới hơi cao đi, là nó là 30.5 độ, và cái góc mặt phẳng hàm trên hàm dưới là cao 36.2 độ. POP hàm trên phẳng nhẹ, POP hàm trên phẳng nhẹ. Đâu rồi? Tại sao chỗ này là 77.5 độ? POP posterior, plane. POP cái góc này thấy sao sai. Một cái góc mặt phẳng hàm mặt phẳng nhai thì nó không phải là đến 77 chứ nhỉ? Góc mặt phẳng hàm trên mà góc POP mà đến 77 độ là cũng hơi kinh đấy. Chúng ta sẽ để cái nốt ở đây. Chúng ta xem lại họ có ghi chú gì khác không. Chứ không 77 là hơi sai vì POP nó chỉ đâu đó là từ 7 cho đến dưới 7 là phẳng, trên 15 là dốc. Tại sao cái mặt phẳng nhai nó lại lên 77.5 độ được? Đúng, chúng ta phải xem lại. Nó ghi là hơi phẳng nhẹ. Hơi phẳng nhẹ khả năng là rơi vào là 7.5 độ thì đúng hơn. Thì may ra mới gọi là hơi phẳng nhẹ. Rồi, ở đây chúng ta sẽ có là để dấu chấm hỏi màu đây nhé. Và cái lower facial 2 là chiều cao từng mặt dưới. Chiều cao từng mặt dưới thì nhắc lại nó là cái góc. Để xem cái mặt phẳng này. Đây, để là vẽ ở trên này đi. Chiều cao từng mặt dưới là nó là cái góc này. Có những anh chị em nào mà không có dùng Ricket để phân tích thì chúng ta sẽ thấy là ở trong này thì người ta sẽ dùng cái góc chiều cao từng mặt dưới là góc này. Là góc từ ANS. Nó với XY là một cái điểm dựng, thì nó là một cái trung tâm của, đại khái là nó là cái trung tâm của cái cành lên xương hàm dưới đó, đại khái đấy, nó là ở giữa của cái trung tâm này, có nhiều cách dựng, mình không có đủ thời gian để nói. Ở chỗ này là sẽ là một điểm PM đó, điểm PM này là điểm uốn ở giữa cái, đây là điểm B là lõm nhất này, điểm POG là nhô nhất này của cằm này, thì điểm uốn chuyển từ cái bờ lõm lên bờ lồi thì là điểm PM. Như vậy thì người ta sẽ lấy cái góc này. Đó. Đây là góc chiều cao từ mặt dưới, lower facial 2. Đó. Thì cái ANS này là thuộc hàm trên, cái PM thuộc hàm dưới, XY thuộc hàm dưới, thì đây nó thể hiện cái độ mở của cái này thôi. Yeah. Rồi end sau cái này để xem. Thì nhắc lại cái góc đó. Như vậy là cái lower facial 2 là 52.9 độ. Và
phân tích kim. Đó, thì ông sử dụng nhiều cái góc lắm. Có ông phân tích kim thì có ODI, APDI và CF. Thì phân tích kim ODI là 60,5 thì là căn hở dưới dưới 68. Và 83,5 là cái này là 83 ôi nó phải 85 thì nó mới ra là class 3 xương đúng không ạ? 85 thì nó mới ra class 3 xương, 83 thì có vẻ là hơi gọi là khuynh hướng hạng 3. Nếu mà theo kim thì nó sẽ là chỉ là khuynh hướng hạng 3 thôi. Và 144 là dưới 155. Khuynh hướng hạng 3 ở dưới 155 thì nó là hai angle. Rồi. Vậy là bệnh nhân được chẩn đoán là sai khớp cắn hạng 3, góc cao, cắn hở. Đó. Như vậy là vì chúng ta đã đọc rồi cho nên là bảo là khuynh hướng sai khớp cắn hạng 3 thì đúng hơn. Tendency, nó phải ghi là tendency. Thì ok hơn. Rồi. Phân tích chức năng hàm dưới với cardiac thì đã biết rồi. Cho thấy hướng dẫn lồi cầu nông. Hướng dẫn lồi cầu nó hơi phẳng và ít dốc. Và vận động của cái vận động ngoại tâm ngắn đặc trưng cho sai khớp cắn hạng 3 xương. Và delta E shift thì con sẽ thấy ở vận động há và ngậm hàm 6 hình 66. Như vậy là những ca lâm sàng phía sau này đều lấy những thông số rồi theo đúng cái chỉ dẫn ở những cái phần mà đọc phía trước ấy. Cho nên nếu mà phần phía trước mà chúng ta tự nhiên bỏ qua, chúng ta nhảy vào chúng ta đọc cái ca lâm sàng rồi cũng choáng luôn. Đó, đây là ảnh trong ngoài mặt và ảnh trong miệng. Đây, đã được mô tả như vừa rồi, có cắn chéo, có chèn trúc, có cắn hở. Đó, âm 1 ly thôi. Và đây là phân tích soạn nghiêng ban đầu kiểu xương hạng 3 góc. Mặt phẳng hàm dưới là cao và POP hàm trên là phẳng. Cho nên là POP chỗ này là phải xem lại nè. Để xem cái phim đo, có phim đo không? Cái này, xin phép các bác lướt xuống dưới xem có phim đo. Họ chỉ nói thế thôi chứ không có cái phim đo. Đáng lẽ họ phải thả cái bảng cái giá trị ở đây thì chúng ta mới xác nhận được là có vấn đề gì không về cái giá trị này, chứ còn không có cái khóc nào lên đến 77,5 độ. Hơi kinh. Chúng ta sẽ có ở đây là hình x-quang rồi. Ở đây là đồ thị phân tích cái chuyển động hàm dưới của cardiac ở ca hạng 3, hai vertical và cắn hở, độ nghiêng của lồi cầu, độ nghiêng của dốc lồi cầu là nông. Và vận động ngoại tâm ngắn. Đó, mình thấy là vận động ở đây. Vận động là thường là nó sẽ phải 10mm là bình thường. Đúng không ạ? Đây là bảo là ngoại tâm hoạt động ngắn. Rồi cái gì đây? Đây là vận động sang bên này. Sang bên này. Đó. Bên trái, bên phải này. Đó. Rồi delta E shift khi há ngậm miệng. Đây là hoạt động há ngậm ở đây này. Delta Y chỗ nào? Delta Y đây. Đó. Rồi. Ok. Kế hoạch điều trị và trình tự 7 giây như sau. Chỗ này thì chúng ta sẽ là phần hào hứng đây. Rồi. Chúng ta sẽ có là kế hoạch điều trị là sẽ nhổ 4 răng số 8 để loại bỏ bất hài hòa phía sau. Đó là yếu tố bệnh căn của sai khớp cắn này. Và ở hình 67. Đây là hai vertical thì người ta nói là gì, là do cái bất hài hòa phía sau cho nên là có hiện tượng squeezing out. Hàm trên nó, răng hàm trên nó sẽ mọc nhiều, thân răng lâm sàng dài, tăng kích thước dọc phía sau, làm phẳng mặt phẳng nhai. Cho nên là cái việc người ta ưu tiên đó là phải nhổ răng số 8, không chỉ đơn thuần là việc nhổ để lấy tiền cho nó vui, mà là gọi là nhổ để mà giải quyết cái khu vực đó, để giải quyết bất hài hòa. Rồi. Và khí cụ ghiêu sẽ được dùng để đánh lún và dựng trục các răng hàm lớn để loại bỏ cái cản trở cắn. Đó. OP sẽ phẳng. Do đang phẳng là do cái squeezing out của nhóm răng hàm lớn hàm trên thì sẽ được làm dốc thông qua việc tái lập khớp cắn xoay quanh cái trung tâm là các răng hàm nhỏ, trong đó làm trồi các răng trước và làm lún các răng sau và chỉnh lại cái cơ chế bất hài hòa. Theo hình 68, ở đây hình 68 sẽ mô phỏng. Khí cụ điều trị sẽ qua 5 bước ở hình 68. Và đây là răng, đây là pano. Pano và sẽ nhổ răng 4 răng số 8. Đây là 5 bước. 5 bước này nó không phải chỉ dành riêng cho mỗi cái này,
Mà năm bước này chính là năm bước căn bản của tất cả cái điều trị với cái GIL. Đó thì là cái sơ đồ này á, thì nó sẽ có là năm bước. Bước 1 là sắp phẳng theo chiều đứng. Bước 2 là loại bỏ cản trở cắn. Bước 3 là thiết lập vị trí hàm dưới. Bước 4 là tái lập mặt phẳng nhai. Và bước 5 là hoàn thiện cái khớp cắn lý sinh lý. Đó. Thì lát rồi mình xem những ca sau nó chỉ 5 bước này thôi. Đó. Nhưng mà nó làm gì ở 5 bước này nó là một chuyện khác nhau ở các ca. Rồi. Cái đây là phần thuộc về lý thuyết của cái ca này. Thì thứ nhất đó là sắp phẳng theo chiều đứng, nó gọi là leveling, gọi là sắp phẳng theo chiều đứng, còn aligning là cái dàn đều theo cái chiều ngang. Rồi chúng ta sẽ có là sau bước dàn đều sơ khởi để chuẩn bị cho khí của GIL, thì cái các cái tích hợp bậc thang á, bậc thang lên á, step up á, là được tích hợp luôn ngay từ khi đầu bắt đầu điều trị để làm trồi các cái răng hàm nhỏ. Và ở giai đoạn này là thêm tích bách luôn ở các răng hàm lớn. Đó. Xem điều trị là xem ở phía sau này chứ không phải xem 10 cái ảnh phía trước. 10 cái bước phía trước. 10 cái bước trước. Lúc nãy chúng ta xem là xem cái đấy chắc là loạn não mất. Đó. Thì ở đây là gì? Bước 1 là người ta sẽ làm luôn cái step up để cho cái răng số 4, 5 trồi lên và làm tip bách để cho cái răng 6, 7 nó nghiêng ra sau. Nhượng trục luôn. Và hình B2 này, bước B2 này là gì? Là loại bỏ cái cản trở cắn. Đó, thì cái loại bỏ cản trở cắn này thì là người ta sẽ gì? Tiếp tục này, lúc nãy là tăng rồi, có rồi nhá. Còn bây giờ là gì? Tiếp tục tăng cái bực lên ở răng hàm nhỏ và cái tăng tiếp bách ở răng hàm lớn để làm trồi thêm cái răng hàm nhỏ, hai hàm. Và loại bỏ cản trở cắn ở hàm dưới. Như vậy là sang bước 2 cũng chưa làm thêm gì cả, ngoài việc là cứ tăng lên để cho nó xác nhận được cái việc là nhả khớp. Đó. Bước 3 là thiết lập vị trí hàm dưới. Ở đây là khi mà người ta đã có cái sự nhả khớp rồi thì người ta sẽ làm tiếp cái việc là gì? Bẻ bực thang ở răng cửa hai hàm để giúp làm trồi cái răng cối thêm này, làm lún các răng cửa và đạt kích thước dọc khớp cắn đúng, từ đó thiết lập vị trí hàm dưới ổn định sinh lý. Ở chỗ này chúng ta bắt đầu giảm tích bách ở các răng hàm lớn sau khi xác nhận có sự nhả khớp hoàn toàn ở răng sau. Đó. Việc của bước 1, bước 2 là cứ làm gì làm, cứ phải nhả cho bằng hết khớp đã. Đó, xong đến bước 3 mới bắt đầu là điều chỉnh lại cái vị trí của xương hàm dưới, trong đó cho phép trả lại những cái tích bách của các răng. Nhưng mà cái step của các răng, của các cái đó nó vẫn để nguyên. Nếu mà tiếp bách nhiều thì người ta chỉ giảm nhẹ thôi, tiếp bách thôi. Nó vẫn giảm nhưng mà nó sẽ giảm nhẹ thôi, nó không giảm đột ngột cái tiếp bách đó. Bởi vì là khi mà giảm đột ngột đó, nó cũng sẽ, mà mình không có đeo thun cẩn thận, nó cũng sẽ làm giảm cái kích thước dọc cái chỗ răng số 4, 5. Bước số 4 là tái lập OP. Thì sau khi loại bỏ cản trở cắn phía sau và thiết lập được cái vị trí hàm dưới, xoay quanh vị trí răng hàm nhỏ rồi. Đó, chỗ này là đã đưa khớp về rồi. Ở vị trí này là ở cái bước 4 này là chúng ta đã thấy bệnh nhân lên trên mạng là khen cảm ơn bác sĩ này kia rồi, kết thúc nhanh rồi đúng không ạ? Nhảy khớp ok các kiểu. Đó. Thì nhưng mà vẫn chưa kết thúc, thì chỗ này chúng ta sẽ làm cái gì? Là bỏ cái bực lên ở cái vùng răng cửa và toàn bộ cái tip back. Sau đó sẽ bẻ tip forward, đó, bẻ ngược luôn, tip forward ở vùng răng hàm lớn, hàm dưới. Đó. Hàm lớn, hàm dưới, và để làm dốc cái OP trong cái tái lập khớp cắn. Đó, hàm trên thì vẫn giữ nguyên cái step này, hàm dưới bắt đầu bẻ ngược lên. Và chỗ này thì bắt đầu là đèo thun check hay là tích. Đó. Và tiếp đến là bước 5 là thiết lập cái khớp cắn sinh lý. Thì sẽ bẻ bực xuống ở hàm trên và bẻ bực lên ở hàm dưới, ở răng hàm lớn, hàm trên, để tái lập cái OP nghiêng ở phía sau. Cuối cùng kiểm soát tọc, luôn luôn là kiểm soát tọc của các răng để điều chỉnh cái hướng dẫn cắn và thiết lập tương quan lồng mũi ổn định ở cái ổn định sinh lý. Thì cái này là tọc thì rõ rồi, chúng ta phải theo đúng cái quan điểm của điều trị MIL và GIL mà, thì là chúng ta sẽ phải thiết lập các hướng dẫn và cái sự nhả khớp tuần tự của cái khớp cắn. Cho nên là cái độ tọc, độ nghiêng ngoài trong theo cái Wilson, rồi cái góc mở lên thân răng, rồi góc hướng dẫn, là những cái đó sẽ phải được quan tâm ở cái giai đoạn finish này. Đó, thì những người nào hơn thua ở các bác là
là ở cái giai đoạn này là các bác finish thế nào thôi, ai finish ngon hơn thì là người đó bá cháy hơn, master hơn thôi, đó, hiểu sâu hơn thôi. Còn những cái người mà gọi là nhảy khớp xong đó thì đem lên phây khoe ở giai đoạn 3-4 này thì nhiều lắm đó. Rồi đây là bước 5 là chúng ta tiến hành điều trị. Như vậy là ở cái ca đó người ta phân tích như vậy rồi đó, và trình tự sẽ điều trị như vậy. Và bây giờ là mất bắt đầu là đi vào điều trị thực tế. Thì ở ca này điều trị thực tế thì sẽ như sau. Trên nhắc lại là bên mục sách tiếng Anh thì nó sẽ là ở trang số 146. Để các bác mà cập sách thì bác lật cho nó dễ. Thì ở tiến trình điều trị này á, thì em đã bốc theo từng cái tuần, từng cái đợt mà tác giả họ ghi ở đây. Thì bước 1 đó là dàn đều sơ khởi với dây 0-16 găm metal, có nghĩa là ông ấy chơi găm metal luôn. Shirasu thì là chơi găm metal rất là nhiều, còn Kim thì là chỉ có là SS với Nighttie thôi. À, và ở đây là găm metal 0-16 và gắn nó với cái hệ Mackay và hệ tuyếp Esquire tiêu chuẩn, có nghĩa là nó sẽ không có tip top, không có rotation gì ở đây cả. Đó, không có in out luôn, cho nên là đoạn sau finish sẽ phải có thêm cái bẻ offset. Rồi, đeo thun đứng liên hàm ở giai đoạn 1 này, thun đứng liên hàm. À, vị trí này là vị trí ở phía gần của răng răng năm răng nanh hai hàm. Đó, ở đây ông chơi luôn thun đứng. Đấy chưa? Cái này nó sẽ không có lạ lẫm gì. Chúng ta bởi vì chúng ta quen việc bẻ lúc vực thứ xong chúng ta mới đeo thun, chứ còn cái việc mà không bẻ gì mà đeo thun này với dây găm metal nó không lạ, bởi vì là ở cái trong cái lộ trình phát triển của găm giai đoạn đầu người ta cũng toàn dùng kiểu này thôi. Nó sẽ có những bẻ cái những cái uốn sơ khởi thôi đó. Thì ở trong cái quyển ghim 1 là nó có rất nhiều ca dùng theo kiểu như này, nó sẽ bẻ một chút thôi, hoặc là bẻ spin ngược trên cái găm metal, chứ không không phải là người ta bẻ thành gill bằng găm metal đâu. Cho nên là găm metal nó sẽ có nhiều ứng dụng và có nhiều cái dùng. Găm metal nó cũng có những cái dây dây để mà dây cuộn ấy, để mà mình bẻ nó để mình làm các cái khí cụ ở bên trong miệng, như là di sa hoặc là nong hàm bằng quát helix mà bẻ bằng dây găm, hoặc là bẻ dây găm để làm cái mulligan. Đó, thì có nhiều lắm. À, nó sẽ có nhiều kích thước khác nhau để mình làm. Rồi, ở đây sẽ đeo thun đứng liên hàm và dàn đều sơ khởi với cái này 0-16 găm metal. Ở đây người ta không có bẻ hook, cho nên người ta sẽ dùng cái hook Kobayashi ở phía gần của 4 răng nanh. Và đeo thun đứng thì ở đây người ta vẫn sử dụng là gì? 3/16 và 6 OZ. Đó. Mỗi ngày thành cặp. Rồi, sau một tuần dùng dây gill, chuyển luôn dây gill 16-22 inch. Và dây gill là dây siêu đàn hồi và siêu dẻo, cho nên là bẻ luôn được gill tại giai đoạn này. Thì sẽ khác với Dr. Kim, là Dr. Kim mới bẻ SS, cho nên là sẽ không thể đi vào giai đoạn này nếu mà dùng mill. SS là phải cứ phẳng đã, xong đó thì mới gì làm. Thế còn các thầy mà sử dụng BE, Blue Zeloy, thì có thể dùng vào giai đoạn này. Và nếu mà dùng sớm như thế này á, thì không xử lý nhiệt BE. Nó chen chúc như này thì thôi chấp nhận BE biến dạng, nhưng thả vào. Xong đó thì đến giai đoạn nó hơi đều bắt đầu mới đó xử lý nhiệt BE. Để BE nó lên như kiểu SS. Như vậy là cũng cùng một kiểu trường phái, nhưng mà có rất là nhiều cách thức các thầy dùng khác nhau. Đó, cho nên là không phải thầy nào đúng, thầy nào sai cả. Chẳng qua là các ông quen kiểu vậy thôi. Rồi, và ở đây là với bực lên đã bẻ bực lên ở cái răng hàm nhỏ hai hàm và tích hợp tip back 25 độ ở răng hàm lớn để dựng trục và đánh lún các răng hàm lớn để loại bỏ cản trực cắn, và tiếp tục sử dụng thun lên hàm đứng ở giai đoạn vẫn luôn là sử dụng lên hàm đứng ở chỗ này là nhả khớp cái đá. Đó, thì ở chỗ này là các ông cho tip back đến 25 độ luôn. Rồi, sau một tuần nhé, thì đây vẫn nhắc lại là vẫn là 16-22 gill này, bực lên này, tip back của răng hàm lớn này, đeo thun lên hàm và ở hook Kobayashi này, vẫn là đeo hook Kobayashi ở cái vị trí này đó, và hoặc là ở phía hàm dưới này là ông dùng cả hook bấm luôn đó, không bẻ đặt bấm luôn
À, các thầy cũng nhiều mẹ quá. Ở chỗ này có vẻ như là ở cái chỗ răng ba, răng 43 thầy có muốn bẻ một cái húc ở chỗ này rồi, ở phía giữa răng 34 này rồi, răng 34 này rồi, nhưng mà chắc là thầy bẻ đó dài sao thầy không lắp được vào đây này, thế có cái húc đây, thầy bấm được cái húc đây thì thầy ngoắc. À, rồi sau 5 tuần thì tăng tít bách thêm răng hàm thêm 5 độ nữa để loại bỏ tiếp cái cản trở phía sau, như vậy là tổng là 30 độ sau 2 lần. Và sử dụng thiên thun liên hàm đứng kết hợp với bây giờ là thun hạng 3 ngắn, và nó vẫn là 3/16 6OZ, dùng thun rất là hao, rất nhiều luôn. Và chỗ này là thầy có bẻ lại rồi này, bẻ lại dây này, bẻ hơi bị hao dây luôn đấy. Hàm trên là vẫn giữ nguyên cái dây đó, hàm trên thì thấy có vẻ, à không, hàm trên là bẻ lại dây luôn. Để xem lại, hàm trên giữ nguyên dây, hàm dưới là bẻ lại dây. Rồi, thêm một cây dây găm, thêm 200.000. Sau 5 tuần thì tăng tiết bách, rồi buộc húc ở Kobayashi phía sau, rồi đeo thun, ở đây là có đeo thun hạng 3 và thun đứng. Sau 3 tháng là chuyển lên dây 17-22, lúc đó vẫn chưa đều hoàn toàn nhé, thầy vẫn chuyển dây lên và tăng thêm tiết bách để tiếp tục dựng trục và làm lún các răng hàm để loại bỏ hoàn toàn cản trở cắn, và tăng cái bực lên ở răng hàm nhỏ và mở kích thước dọc khớp cắn, thêm bực lên ở nhóm răng trước hàm dưới đó, đeo thun đứng và thun hạng 3. Cái này vẫn kết hợp đeo thun đứng và thun hạng 3. Rồi sau 3 tháng thì đây chuyển lên cái dây này, tăng các cái bực lên, đeo thun đứng và thun hạng 3. Sau 5 tháng thì đã loại bỏ toàn bộ cái khớp cắn, cản trở cắn bằng việc lún và những trục răng hàm rồi, thì ở đây là tăng OVD, tăng kích thước dọc, và ở vùng răng hàm, răng hàm nhỏ, tôi biết sai giả đấy ạ, ở răng hàm nhỏ, răng hàm nhỏ đó, có ca này rồi, hướng dẫn cắn, hướng dẫn cái hướng dẫn hàm dưới ra sau. Ở đây là đã hướng dẫn hàm dưới ra sau rồi, đúng không? Đạt được rồi thì giống như lúc nãy á, là các bác đã bắt đầu giảm tip back ở răng hàm lớn để bắt đầu cho việc tái lập OP. Đó, khi tương quan khớp cắn phía trước bắt đầu cải thiện. Và đeo thun check hạng 3 cùng với thun đứng và thun hạng 3 ngắn để bắt đầu xoay hàm dưới ra sau. Như vậy là thêm một cái thun check hạng 3 này. Ở chỗ này là gì? Kéo cái răng 6, răng 7 phía dưới nó check lên để lên cái OP cho nó dốc. Đó, thì thun vẫn là thun 3/16 6OZ, vẫn đeo thun 3/16 6OZ và mỗi bên 3 cặp thun, mỗi ngày thay một lần là 6 thun, nhân với số ngày chia ra, xong đó thì chắc là đưa cả gói cho bệnh nhân luôn. Sau 6 tháng là bắt đầu từ cái lúc điều trị cho đến đây là 6 tháng này, là sau khi thiết lập được cái vị trí hàm dưới thì bắt đầu bẻ cái dây ngược lên ngay cái vị trí mà hàm dưới này đó, trả tiếp bách xong, trả hết step up xong rồi bắt đầu là cho bẻ ngược lên luôn đó, để làm trồi răng hàm lớn hàm dưới và tái lập OP, bẻ bậc thang ở răng trước hàm trên để cải thiện khớp cắn phía trước, đeo thun check nhưng mà hình hộp đó để nó dễ lồng mũi. Đây check hình hộp ở đây, chỗ này là check hai cái lúp số, chính ra là chỗ này phải là lúp số 1, số 2 đây, 1-2 trên và 1-2 dưới này, rồi 2-3 trên và chuyển sang là 1-2-3-4-5 dưới đó, hai bên check hạng 3 nhưng mà đeo dạng hình hộp, vẫn là thun 3/16 và 6OZ, mỗi ngày thay một lần. Sau 10 tháng thì kích hoạt bực lên ở răng hàm lớn hàm dưới và bực xuống, có là thêm đã phía trước là có tip forward rồi, nhưng bây giờ là trở thành cái step up, bực lên luôn, đẩy nó lên luôn ở cái 10 tháng. Và từ lúc bắt đầu thì là kích hoạt bực lên ở răng hàm lớn hàm dưới và bực xuống ở răng trước hàm trên để làm dốc hơn nữa cái mặt phẳng nhai, và mặt phẳng nhai này nó sẽ được hướng lên trên ở phía sau, thì có nghĩa là dốc. Đeo thun hộp ở các răng phía trước và phía sau để lồng mũi khớp cắn một cách chắc chắn. Ở giai đoạn cuối của điều trị thì trục răng sẽ được kiểm soát để đạt được khớp cắn sinh lý. Và sau 11 tháng rưỡi
điều trị thì sẽ tháo mắc cài sau khi đạt được hướng dẫn khớp cắn và cái khớp cắn ổn định để bước vào giai đoạn duy trì. Như vậy là 11 tháng rưỡi điều trị cho cái ca này. Đó. Và đây, đây là các cái minh họa. Ở cái chỗ này là em ngồi em vẽ thêm mấy cái thun đấy. Còn trong hình họ không vẽ đâu. Vẽ thêm cái thun để cho minh họa thôi. Thì cái giai đoạn 1 này là, phần 1 này là gì? Là họ step up lên này. Đó, rồi xong đó thì ở chỗ này là họ đeo cái thun chỗ này này. Họ bắt đầu từ ngay từ số 2 này luôn này. Chứ số 1 này họ không bắt đầu. Là họ đeo thun này luôn và không phải là đeo thun ở cái lúc này đâu. Mà cái ca này là gì? Là lúc mà họ chưa bẻ lúc ấy thì là họ đặt Kobayashi nhưng mà nó ở cùng vị trí này cho nên em vẫn để ở đây. Nó là thun đứng. Xong đó đến giai đoạn sau là gì? Bắt đầu là nhả nhiều khớp rồi. Đó. Bắt đầu là gì? Thêm cái thun class 3 ngắn này đây này. Đó. Thì vị trí nó là tương ứng là 1-2 này. À, U2L1 này. Đó. Và đến giai đoạn 4 này vẫn tiếp tục U2L1 ở đây và bắt đầu đeo check thì người ta đeo ở chỗ này. Đó. Đeo check từ check giai đoạn 1 đây. Xong đó bắt đầu chuyển sang check hộp. Chích hộp đây là 7-8 đây. Đó, để mà tạo ra cái sự dốc dần. Ở chỗ số 10 mình nhìn thấy là nó số 8, số 9 là nó đã có cái sự tip forward lên. Đó, số 8 là tip forward nhưng mà vẫn đang có step down. Số 9 là hết step down và tip forward ở chỗ răng số 7 lại còn có step up nữa. Số 10 là bỏ tip nhưng mà step up hết lên. Đó, làm dốc cái mặt phẳng này lên. Như vậy là đây là cấu tạo và đồ hình. Ngồi rảnh rảnh em ngồi vẽ thêm cái đấy. Đây là ảnh sau điều trị. Đã cải thiện là độ nhô cằm, thiết lập cái khớp cắn phía trước bình thường. Đây là sự ảnh trong miệng thì là hạng 1 răng nanh và răng hàm theo angle. Nếu mà mình nói hạng 1 răng nanh răng hàm thì mình phải nói theo angle. Đã khử cái khớp cắn khử chân trúc phía trước. Khử chân trúc khớp cắn phía trước. Kết quả điều trị và cái điểm mấu chốt của vấn đề điều trị. Thì đây là chồng phim điều trị trước và sau của ca hạng 3, 2 vertical, cắn hở. Thì cho thấy cái hàm dưới xoay sau và tái đáp ứng để làm giảm cái kích thước dọc và làm dốc cái OP. Chỗ này là có sự xoay sau. Màu đỏ đỏ đây là có sự xoay sau này. Dốc OP thì chỗ này thực ra họ không đo độ cho nên mình không có rõ được. Rồi, tất nhiên là mình sẽ thấy cái môi nó được cải thiện rồi. Khớp cắn chỗ này cải thiện rồi. Rồi nhô cằm được cải thiện với sự cải thiện của OP. Cắn khớp phía trước bình thường với độ cắn chìa là 4,7mm. Độ cắn chìa lúc nãy là được 1. Độ cắn phổ lúc nãy là âm 1 thì bây giờ là lên 1. Và đã giải quyết chen trúc phía trước tương quan hạng 1 răng nanh và răng hàm theo angle. Trong phim trước sau thì cho minh họa MP là mặt phẳng hàm dưới mở và hàm dưới tái đáp ứng là sau. Điểm mấu chốt của điều trị ca này là làm dốc POP hàm trên bị phẳng. Đó. Và đó là cái loại 1 ở trong cái ca mà 2 vertical này. Thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ xem một ca này thôi, xem nữa nó sẽ loạn, mọi người sẽ xem lại sách ở cái phần mà phần này để chúng ta không bị loạn ở cái chỗ này. Đó thì chúng ta sẽ có cái chúng ta sẽ được thuyết phục hơn nếu ở cái ca này ấy, là ông thầy ông phải đưa cái bản chỉ số ra để chúng ta xem. Giống như trong quyển sách Mew ấy là ông Kim là ông rất chịu khó ông đưa bản chỉ số trước sau ra cho mình xem. Đó, có thể đúng sai không biết nhưng mà cứ phải đưa ra mình xem. Thì mình biết được là ông bảo là tái lập POP đúng không ạ? Nhưng mà ông không cho mình dốc là dốc bao nhiêu độ, từ bao nhiêu độ lên bao nhiêu độ. Đó. Còn trồng phim ấy thì việc sửa trên phim mà để vẽ phim trước và vẽ phim sau hơi chênh nhau một tí, xong đó thì để mà ra được cái kết quả trồng phim thì cái đó nó cũng gọi là chỉ mang tính chất minh họa, nó giống là mì tôm trên gói mì thôi, trừ khi là chúng ta phải nhìn được cái bản chỉ số thì chúng ta thấy độ tin cậy nó cao hơn. Tất nhiên chúng ta nhìn ở đây là gì, là điều trị với Mew là ông đã thành công. Đó, Avegil là ông đã thành công trong việc là ông xử lý cái than phiền chính của bệnh nhân. Đã xử lý cái than phiền chính của bệnh nhân. Đó, thì như vậy là không có, thì bệnh nhân hài lòng thôi, không có phàn nàn gì ở đây cả.
Mà có một cái điểm nữa đó là gì, ở đây ông đưa ra cái đồ hình đồ đồ lồi cầu đồ chỗ này thì ông phải đưa ra một cái đồ hình phía sau, đúng không ạ? Thì chúng ta xem thì ông thì không thì ông đưa cái này tại giai đoạn này thì ông có giá trị gì đâu nếu ông không so sánh với kết quả phía sau đó. Thì nếu có thì ông đưa ra thì chúng ta sẽ xem được là ok, nhờ cái điều trị như vậy và cái vận động của xương hàm dưới nó được tự do, được thoải mái và nó giải nén, hay là nó giúp cho các cái vận động của cái lồi cầu nó trơn tru hơn. Như vậy chúng ta cũng có một cái tự tin hơn. Ông không đưa ra chúng ta có tự tin hơn anh em ạ. Vâng ạ. Đó là gì? Là thôi thì chúng ta chưa đo được thì cũng chấp nhận và cứ làm đi. Kiểu như thế. Bây giờ thầy đưa ra nhưng mà thầy cũng không đưa cái so sánh trước sau thì nó cũng không có giá trị, cũng không khác gì việc mình không đo cả. Không khác gì việc mình không đo cả. Đó. Thì em xin phép là kết thúc hôm nay ở đây. Anh chị em có cái comment gì không ạ? Rồi, xong rồi, đen rồi. Quên bấm start recording rồi. Quên coi còn không. Tôi chuẩn bị rất là chu đáo và quên bấm, tại vì lúc nãy chứ anh vào đây anh bảo là rồi cứ nói luôn đi Phong ơi, quên mất. quên mất, làm sao không bảo đấy. Chơi với Phong ơi. Dạ. Đó là có bản dịch là được rồi. Ok, bây giờ là